Hôm nay sư sẽ giảng bài pháp có chủ đề là ánh sáng của tâm thiền. Khi mà mình thực hành thiền thì với cái mình chú tâm trên cái đề mục thiền mà giữ được cái tâm nó chánh niệm tỉnh giác liên tục. Và ví dụ như là một hành giả thực hành thiền hơi thở thì mình cần có cái sự chánh niệm tỉnh giác trên cái hơi thở. Vậy thì cái hơi thở là đối tượng của tâm, là cái cảnh của tâm, và cái tâm nó nhận biết hơi thở đấy. Và bình thường ấy thì cái tâm của mình nó sẽ nhận biết rất nhiều cảnh khác nhau. Chính vì cái sự nhận biết nhiều cảnh khác nhau thì cái tâm nó năng xăng. Và khi mà cái sự thực hành thiền có nghĩa là mình sẽ giữ tâm trên một cảnh, giữ tâm trên một đối tượng, thì cái tâm ấy nó sẽ đạt được sự nhất tâm trên một cái đề mục thiền, nhất tâm trên một cái đối tượng, nhất tâm trên một cái cảnh nào đấy, trên một cái pháp thiền tập đấy. Thì mình cố gắng phải huấn luyện cho cái tâm nó buông bỏ, nó từ bỏ những cái cảnh năng sang tạp niệm khác để nó an trú trên một cảnh, trên một đối tượng đấy. Thì cái việc điều phục được cái tâm ấy, nó còn tùy thuộc từng người. Nếu cái người nào có cái tâm nhu nhuyễn thì cái việc mà mình giữ tâm trên một cái cảnh đấy nó rất là dễ dàng. Nhưng mà cũng có những người mình có cái tâm nó còn tức là cái tâm nó chưa thuần thục, cái tâm nó chưa thuần thành, nên là cứ giữ được một lúc thì nó lại chạy, giữ một lúc nó lại chạy năng xăng. Vì vậy nên là cái việc tu tập của người đấy sẽ khó khăn hơn, vất vả hơn và mất nhiều thời gian hơn. Giống như là mình huấn luyện những cái con thú của hoang thì có những cái con mà nó thuần thành, huấn luyện rất là dễ dàng, nhưng mà cũng có những cái con nó rất là ương bướng nên là huấn luyện nó rất là khó. Vì vậy nên là mình sẽ cần phải mất nhiều thời gian công sức hơn với cái tâm mà nó chưa thuần thành. Còn cái tâm thuần thành thì rất là dễ. Mình an trú tâm trên một cảnh đấy, và mình có cái quyết định là sẽ buông bỏ hết các cái tạp niệm khác để chú tâm trên cái cảnh này. Và khi nào cái tâm của mình nó chấp nhận cái đối tượng đấy, tức là nó sẽ chỉ an trú trên một đối tượng đấy, và nó sẵn sàng buông bỏ các cái đối tượng khác. Nó không còn luyến tiếc, nó không còn thích năng xăng nữa, giống như là nó đã được thuần thục rồi. Cái tâm đấy thì nó sẽ trở nên thích thú với cái đối tượng, và nó định tĩnh trên cái đối tượng đấy liên tục, thì nó sẽ phát sinh ra những cái ánh sáng. Thì từ cái lúc mà cái tâm nó phát sinh ra những cái ánh sáng đấy thì cái đấy được gọi là cái tướng, cái tự tướng, hay là cái đối tượng của cái tâm định đó. Thì nó có ba cái mức độ. Ví dụ như đầu tiên thì gọi là chuẩn bị tướng. Tức là nếu như mình đang nhận biết hơi thở, trước mặt mình nó sẽ xuất hiện những cái vùng ánh sáng, nhưng nó còn rất là mờ ảo. Nó giống như là một cái đám sương, hay là khói thuốc, hay là một cái đám mây mờ mờ, nó hơi xuất hiện. Có thể nó mình sẽ thấy nó hơi xoáy tròn, hoặc là nó lờ đờ ngay trước mặt đời. Thì đấy là dấu hiệu gọi là chuẩn bị có định, chuẩn bị tướng. Nếu như mà cái vị thiền sinh đấy thấy cái cảnh đấy, không chạy theo nó, vẫn nhận biết hơi thở với cái tâm mà rất là nhẹ nhàng tự nhiên, thì cái tướng đấy dần dần nó trắng lên, nó trắng sáng như bông gòn hay là như đám mây. Thì ở đấy được gọi là học tướng. Nhưng mà mình cứ tiếp tục quan sát hơi thở nữa thì cái tướng đấy dần dần nó tỏa sáng rực rỡ lên, sáng chói, sáng chiếu lên. Thì cái đấy được gọi là tự tướng. Thì thường là nó sẽ xuất hiện, nếu mà phân chia ra thì nó có ba cái mức độ như vậy: chuẩn bị tướng, học tướng và tự tướng. Thì từ cái lúc đấy mà đi là bắt đầu là gọi như là mình đã có được một chút định. Thì cái định thì nó cũng tùy từng người. Có người thì sẽ duy trì được cái định đấy rất là lâu. Có những vị thì khi mà bắt đầu có tự tướng đấy, vị đấy có thể an trú ở trên đấy và đi thẳng vào an chỉ định ngay. Tâm nó sẽ dần dần nó cứ phát triển cái tự tướng đấy mạnh mẽ vào đến cận định, rồi bị đó đắc được an chỉ định. Nhưng mà thời nay thì để mà một cái người mà tu tập mà chứng được an chỉ định ngay tức thì như vậy thì rất là khó, rất là hiếm, mà đa số là phải tập dần dần, cái định nó phải phát triển dần dần. Tức là bắt đầu có khi là nó mới xuất hiện 5 phút, 10 phút rồi nó bị gián đoạn. Đôi khi nó cái ánh sáng ấy nó có thể xuất hiện mà 30 phút, 1 tiếng hoặc 2 tiếng hoặc 3 tiếng. Nó còn tùy vào cái tâm của mỗi người. Nếu cái người nào mà có cái tâm thanh tịnh, cái sự an ổn, ổn định thì cái tự tướng ấy nó sẽ duy trì được lâu và nó sẽ phát triển nhanh chóng. Còn nếu mà cái người nào mà cái tâm còn nhiều cấu uế, là trong lúc mình ngồi thiền các cái triển cái nó thường xuyên nó xuất hiện, nó sinh khởi, thì cái sự phát triển nó sẽ chậm và kém. Vậy thì mình phải hiểu là trong lúc ngồi thiền nó có 5 cái trạng thái tâm, 5 cái phiền não, hay là gọi là 5 triển cái là tham dục, hận sân, hôn trầm, thụy miên, trạng hối, hoài nghi. Thì 5 cái đấy là nó làm chướng ngại cho cái sự phát triển của định rất là lớn. Nếu mà cái người nào mà ngồi mà không bị 5 cái triển cái này nó chi phối thì sẽ phát triển rất là nhanh. Tức là dù mình có tự tướng rồi mà mình cứ bị những cái triển cái nó chi phối thì để mà mình phát triển được nó lại lâu. Còn nếu như là mình không có bị 5 cái triển cái này nó chi phối thì cái sự phát triển nó rất là nhanh chóng. Thì đấy là nó còn tùy theo từng người như thế. Cái tâm mà càng thanh tịnh thì nó sẽ càng tiến triển tốt. Vì vậy cho nên là khi mà bắt đầu một cái người đấy mà bắt đầu có cái ánh sáng đó thì cái vị đó cũng chớ có vội mừng gì cả. Bởi vì đấy mới chỉ là một cái bước đầu thôi. Nó mới có được một chút định, nó còn rất là non yếu, chứ nó chưa phải là mình đã chứng đắc được một cái gì đó là một cái gì đó cao siêu. Cho nên là lúc đấy mình vẫn phải rất là thận trọng và vẫn phải rất là tinh tấn, cố gắng nữa để mà thực hành thì mới có thể đắc được thiền, hoặc là mình mới có thể phát triển được cái định đấy nó sâu, nó mạnh hơn. Thì cái ánh sáng thì thường thường nó sẽ xuất hiện, nó có hai loại ánh sáng khác nhau. Một là cái ánh sáng của tâm, hai là cái ánh sáng của đối tượng. Ví dụ như một người hành thiền hơi thở, khi cái tâm của mình định tĩnh thì nó sẽ phát ra một cái ánh sáng đó. Thì nếu như cái ánh sáng ấy nó xuất hiện ở một cái khoảng cách trước mình khá là xa, nó có thể xuất hiện ở trước mặt mình, nó có thể xuất hiện ở trên đầu, hoặc là lúc ấy mình đưa hướng cái tâm đi đâu thì mình sẽ thấy nó sáng ở đấy. Thì cái lúc này thì cái ánh sáng đấy được gọi là cái ánh sáng do tâm, của tâm, hay là ánh sáng trí tuệ. Tức là cái tâm của mình nó sáng đấy, cái tâm của mình thanh tịnh, cho nên nó sinh ra cái sắc do tâm sinh. Vì thế đấy nó cũng là một cái sắc pháp do tâm mình nó sinh lên, do cái tâm mình hành thiền mà nó sáng lên. Thì cái ánh sáng này không quan trọng, và cái người nào hành thiền thì có thấy cái ánh sáng này, đừng có đi theo nó, đừng quan tâm đến nó, hãy buông bỏ nó ra sang một bên, và mình cứ tiếp tục quan sát hơi thở. Và nếu như khi nào mà có cái ánh sáng nó xuất hiện ở ngay sát hơi thở của mình, ngay sát đầu mũi của mình, thì cái đấy nó gọi là nimitta tướng, hay là gọi là cái ánh sáng của hơi thở. Thì cái ánh sáng này mới là cái đối tượng mà của cái tâm thiền. Và nếu như một cái người mà thấy cái ánh sáng ở ngay trước cửa mũi này thì cái ánh sáng đấy nó sẽ sáng chói, nó sáng rực rỡ. Nhưng mà nó chỉ có ở cái vị trí ở gần mũi của mình thôi, chứ cái ánh sáng này nó không di chuyển được đi chỗ nào khác. Bởi vì cái hơi thở của mình nó chỉ có ở mũi này, cho nên cái ánh sáng này nó xuất hiện nó cũng chỉ ngay ở trước cửa mũi, chứ nó không đi được đâu. Còn cái ánh sáng mà mình đưa tâm đi đâu nó sáng ở đấy, thì là đấy là cái tâm của mình. Thì cái tâm này nó sinh ở đâu? Cái tâm này nó sinh từ cái sắc trái tim. Tức là ở trong cái trái tim của mình nó là có, đấy được gọi là cái vùng ý môn, hay là gọi là cái tâm cơ. Thì trong khi mà mình có 6 căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý, Thì khi mà hành thiền ấy thì năm căn nó ngừng nghỉ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó ngừng nghỉ, nó được đóng lại và nó chỉ còn một cái căn cuối cùng, nó là ý căn. Vậy thì khi mình nhận biết hơi thở này là ý thức của mình nó đang nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Và cái lúc này mà cái ánh sáng nó xuất hiện chính là cái ý của mình nó sáng lên. Cái ý này nó sinh khởi từ cái sắc trái tim. Vì vậy cho nên cái ánh sáng này nó phát sinh ra từ cái sắc trái tim của mình, chứ nó không sinh ra từ chỗ nào khác. Nhưng mà cái ý của mình nó có thể mình cứ nghĩ, mình hướng tâm đến đâu thì cái ý mình nó ở đấy. Vậy cho nên là cái ánh sáng ấy nó có thể chạy năng xăng khắp mọi nơi. Nếu như mình cứ đi theo nó thì cái tâm nó rất là năng xăng và nó tán loạn, và nó sẽ không định tĩnh được. Cho nên là nhiều người ta bảo là tôi cứ chú tâm vào cái điểm ở giữa hai lông mày, mình thấy ở đấy nó sáng lên. Nhưng mà thực ra xong là người ta ở bên ngoài người ta cứ nghĩ rằng là ở đấy là có con mắt thứ ba, tu luyện cái pháp môn gì đó để khai mở con mắt thứ ba. Thực ra người ta không hiểu gì cả. Thực ra khi mà một cái người nhắm mắt lại, mình chú tâm vào một cái điểm nào thì không phải là có cái con mắt nào nó sáng lên cả, mà đó là cái ý của mình. Nó định tĩnh trên bất cứ một cái gì nó cũng sáng lên hết. Nó cứ chú tâm trên bất cứ một cái gì nó cũng sáng lên. Thì ở đây là mình đang lấy hơi thở làm đối tượng và mình chú tâm trên hơi thở đấy, cho nên là cái ý nó sáng lên. Cái tâm của mình đấy nó sáng lên luôn. Và nếu như mình cứ để tâm ở hơi thở thì mình sẽ thấy cái hơi thở này nó cũng sẽ tỏa sáng lên. Thì cái hơi thở này nó cũng là một cái dạng vật chất, nó cũng là một cái dạng sắc do tâm sinh. Cái ý của mình cũng là sắc do tâm sinh, cái hơi thở này nó cũng là cái sắc do tâm sinh. Cho nên nó cũng có đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất thì đó, cho nên là nó có cái màu sắc của nó cũng có cái chất lửa, cho nên là nó cũng phát sáng lên. Vì vậy nên là khi mà mình quan sát, mình phải cố gắng quan sát ở gần với hơi thở này để mình thấy được cái nimitta đấy, thấy được cái ánh sáng của cái hơi thở đấy thì mình mới vào định sâu được. Còn nếu mình cứ chạy theo cái ánh sáng mà nó năng xăng ở bên ngoài do cái ý của mình nó sinh thì cái người đấy không bao giờ phát triển được định, không bao giờ vào được định sâu. Thế thì đến ở cái giai đoạn mà một cái vị hành giả thiền sinh bắt đầu tập thiền, mình có thể tập bất cứ một môn thiền gì cũng thế. Nếu như mình nhất tâm trên cái môn đấy, trên cái pháp thiền đấy thì nó cũng đều sáng lên như thế. Không có cái pháp thiền là nó không sáng lên như vậy cả. Thì khi mà nó sáng lên như vậy thì mỗi một người mình sẽ thấy cái ánh sáng đấy nó có những cái màu sắc và cái hình tướng nó khác nhau. Ví dụ như có những người thì thấy rằng là cái tợ tướng này, cái ánh sáng này nó giống như bông hoa sen. Có những người thì thấy là nó giống như cả một vườn hoa. Có những người thì thấy là cái ánh sáng này nó giống như mặt trăng, hay là giống như mặt trời, hay là giống như một cái đám lửa đang bùng cháy, hay là giống như một cái ngôi sao lấp lánh. Có người thì thấy nó giống như một tấm thảm. Có người thì thấy nó giống như một cái ngọn tháp. Và mỗi người sẽ thấy nó có những cái hình tướng nó phản chiếu khác nhau. Nhưng mà thực tế ra cái ánh sáng đấy nó lại là cái tưởng của mình. Bởi vì cái đấy là cái tâm của mình nó sáng lên. Khi mình tâm mình tưởng cái gì thì cái ánh sáng ấy nó có cái hình dạng của cái tưởng của mình thôi. Mình tưởng ra cái gì thì nó có cái hình dáng của cái đấy, chứ thực ra nó không phải là cái gì cả. Nó không, chứ thực tế nó không có hình dáng gì, mà đấy là cái tâm của mình. Thì lúc ấy mình nghĩ nó giống cái gì thì nó giống cái đấy. Nhưng nếu như cái vị thiền sinh đấy muốn thực hành tốt thì đừng có đi theo cái tưởng đó, đừng có để tâm vào cái ánh sáng mà tưởng ra một cái hình dáng gì hết. Phải bỏ qua cái hình dáng, phải bỏ qua cái màu sắc. Và ở cái giai đoạn đầu thì vẫn cứ tiếp tục quan sát hơi thở và đừng để ý đến màu sắc, hình dáng, đến cái không gian của cái ánh sáng đấy thì nó sẽ tiến bộ. Còn nếu như mà mình đi theo những cái tưởng đấy, mà nếu như mà cái người thực hành thiền mà không có những cái vị thầy có kinh nghiệm để hướng dẫn thì vị này sẽ lạc lối ở đây. Tức là cái vị nào mà thực hành thiền mà tự mình thực hành ấy, là đến cái giai đoạn mà có được một chút định non yếu này, và cái vị đấy sẽ bị lạc lối. Tức là lúc đấy những cái tưởng nó biến thiên, biến hình, biến tướng ra vô bản những cái cảnh tượng khác nhau. Nếu như mà lúc đấy cái vị đó chỉ cần nghĩ rằng là kiếp trước ta là một người như thế nào nhỉ, rồi bắt đầu vị đó suy tư tưởng tượng, rồi bắt đầu những cái hình ảnh của kiếp trước nó hiện ra theo cái hình tướng tưởng tượng của vị đấy. Rồi vị đấy nghĩ là mình nhìn thấy kiếp trước, rồi vị đó nghĩ là mình muốn nhìn các chư thiên hay là như thế nào thì mình sẽ nhìn thấy cảnh giới chư thiên hiện ra. Nhưng mà cái tâm của mình nó tưởng tượng ha, nó không thật. Mình sẽ có cái gì sẽ thấy, tưởng thấy là mình thấy Đức Phật, có những người mình sẽ tưởng thấy mình thấy các cảnh giới địa ngục, hay là những cái người thân chết mình sẽ như thế nào, hay là tưởng tượng là mình đang nói chuyện với ai, bắt đầu sinh ra đủ mọi thứ ảo tưởng ở đó. Và nếu như là cái người nào mà cứ đi theo cái ảo, cái tưởng đấy thì bắt đầu cái tưởng càng lúc nó càng mạnh lên, và cái người đấy sẽ rơi vào ảo tưởng, sẽ rơi vào hoang tưởng, và lúc đấy vì đó sẽ sinh ra cái ngộ nhận, sẽ nghĩ rằng mình đã chứng đắc những cái pháp thượng nhân, những cái pháp thần thông, hay là chứng đắc những cái thánh quả nọ kia. Vì vậy cho nên là xưa nay sẽ có rất là nhiều người tu tập đến cái giai đoạn này và người ta tưởng tượng rằng mình đã thành tựu, mình đã chứng đạt được cái gì đó rất là cao thượng. Nhưng thật ra tất cả những cái đó chỉ là giả, chỉ là ảo tưởng, không thật. Vậy thì cái vị nào mà muốn thực hành thiền đấy cho nó đi đúng cái giáo pháp và thành tựu được đúng giáo pháp thì vị đó phải tuyệt đối không đi theo cái tưởng đó. Không được để cho cái tưởng đó nó chi phối mình đi theo, mà mình phải tiếp tục quan sát hơi thở, chứ chưa vội quan sát cái tự tướng đó. Thì khi mà quan sát hơi thở như vậy thì giữa cái tự tướng và hơi thở nó sẽ hòa quyện với nhau, nó hòa hợp với nhau. Và đến một cái, nếu như cái vị đó cứ tiếp tục thực hành, cứ tiếp tục tu tập như vậy thì cái tự tướng ấy nó sẽ càng ngày nó càng tỏa sáng hơn, nó càng rực rỡ hơn, nó càng mạnh mẽ hơn. Và cái tâm của vị đó càng lúc sẽ càng định tĩnh hơn, sẽ càng thanh tịnh hơn, sẽ càng thâm sâu hơn. Ví dụ như là một cái người khi mà mình thực hành, mình chú tâm trên hơi thở, nếu như mình chưa có tự tướng, chưa xuất hiện được cái ánh sáng đấy thì cái tâm nó còn rất là thô. Các cái vọng tưởng, các cái phiền não nó vẫn còn sinh khởi nhiều, những cái phóng tâm, những cái phóng dật nó nhiều. Và những cái trạng thái hỷ lạc, khinh an thì nó chưa được sung mãn. Nhưng kể từ cái lúc mà nó xuất hiện cái tự tướng, nó xuất hiện cái ánh sáng rực rỡ đấy thì cái tâm bắt đầu nó trở nên thanh tịnh dần dần. Cái ánh sáng nó càng mạnh mẽ rực rỡ thì cái tâm nó trở nên thanh tịnh, càng nó trở nên cái trạng thái thanh tịnh nó càng cao hơn. Cái sự hỷ lạc, khinh an nó càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ hơn. Và cái tâm của cái vị lúc đấy nó đạt được cái sự nhất tâm càng lúc càng cao hơn, những cái phóng tâm nó càng giảm bớt đi, và cái tâm nó an trú trên cái tự tướng đó mạnh mẽ. Rồi cái lúc đấy cái niềm tin của cái vị đó tăng trưởng rõ rệt. Tức là trong cái lúc trước mình tập thiền, nếu như chưa thấy được cái tự tướng xuất hiện thì cái niềm tin về cái pháp hành nó còn yếu. Và vì vậy cho nên là nhiều người mình hành mình sẽ cảm thấy nó chán nản. Nhưng mà đối với một cái người mà khi mà mình đã thấy được cái ánh sáng ấy nó xuất hiện thì cái niềm tin của mình về cái con đường này, về cái giáo pháp, về cái sự thực hành thiền này nó sẽ trở nên rất là mạnh mẽ. Vì đó tin vào cái pháp hành đó thì cái niềm tin về giáo pháp, những cái lời dạy của Đức Phật nó cũng trở nên rất là mạnh mẽ hơn cái lúc trước. Đó là khi mà mình tu nó có một chút thành tựu thì đức tin bắt đầu nó mới phát triển. Thì lúc đấy cái tinh tấn nó cũng phát triển. Nên cái người mà bắt đầu có cái ánh sáng đấy thì lúc đấy người đấy sẽ chăm chú miệt mài thực hành ngày đêm không chán nản. Và lúc đấy vì đã cũng không còn ưa thích những cái niềm vui giả tạo khác nữa, mà sẽ thích thú dành thời gian, thích ở những cái nơi thanh tịnh, yên tĩnh, vắng vẻ để tu tập. Thì nó sẽ tăng trưởng cả tín, cả tấn, cả chánh niệm, cả định và cả tuệ. Tức là 5 căn đấy nó sẽ từ từ nó phát triển dần lên. Còn cái lúc trước mình mà chưa có cái tự tướng thì 5 căn nó sẽ khá là yếu. Tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ của mình nó còn yếu. Nhưng khi mà nó xuất hiện cái ánh sáng ấy thì tín tấn niệm định tuệ, 5 cái căn này nó sẽ bắt đầu trở nên mạnh dần. Nhưng mà đối với một cái người thực hành thiện xả thì vị đó lại cần phải biết cách quân bình 5 căn này, đừng để cho một cái căn nào đó nó trở nên quá là mạnh, hay là nó trở nên thái quá. Ví dụ như lúc đấy mình, một cái người mà khi mình thấy ánh sáng mà cái người đấy có cái niềm tin nó mạnh quá, vị đó xúc động, vị đó nghĩ rằng ồ, mình vừa đạt được một cái gì đó quá là cao quý, rồi vị đó trở nên, cái tâm nó lại trở nên quá thích thú thì nó sẽ trở nên dao động. Vì vậy cho nên là vị đó phải biết kiềm chế, đừng để cho những cái cảm xúc nó khởi lên. Ví dụ như đừng có quá vui mừng. Nhiều người khi mà hành thiền, cứ mỗi khi thấy cái ánh sáng đấy thì tâm vị đó sẽ bị quá là phấn khởi, tức là vị đó sẽ cảm thấy tim của mình nó đập lên một cách rộn ràng, mạnh mẽ. Đấy là do cái sự xúc động nó mạnh quá, cái hỉ lạc nó mạnh quá, cái niềm tin nó cao quá. Thậm chí nhiều người phát khóc lên. Thì đấy cũng là do mình bị cái đức tin, cái niềm tin nó trở nên thái quá. Thì nó thái quá như vậy nó lại bị dao động, nó lại làm cho tâm, nó lại làm cho cái định nó yếu đi. Vì vậy cho nên là phải cố gắng giữ được cái tâm nó thản nhiên. Nó phải biết quân bình giữa tín và tuệ. Tức là lúc ấy mình phải có lý trí lên một tí, biết được, mình phải biết suy luận rằng đây nó mới chỉ là cái bước khởi đầu, mình còn phải tu tập còn lâu còn dài. Con đường tu tập để mà thành tựu được cái pháp thiền chỉ quán này cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Thì có cái trí tuệ, có cái sự suy xét, có cái nhận định nó đúng thì lúc đấy nó cũng quân bình được, làm cho cái tin đấy nó không trở nên thái quá. Hoặc là lúc đấy có thể là mình sẽ rơi vào cái trạng thái tinh tấn thái quá, tức là lúc đấy mình thấy được là mình có được cái tự tướng này rồi, mình phải cố gắng nỗ lực gấp 2, gấp 3, gấp 4, 5 lần bình thường. Rồi mình trở nên quá là nỗ lực, quá chăm chú, quá căng thẳng. Thì lúc đấy cái tâm mà căng thẳng quá, nỗ lực tinh tấn quá nó bị dao động, và bắt đầu cái định nó cũng không phát triển. Vậy cho nên là vị đấy phải biết quân bình giữa cái tinh tấn đấy với lại cái sự định tĩnh, với cái sự nhẹ nhàng. Thì vị đó phải quân bình được thì nó mới tiến bộ, nó mới phát triển. Và vị đó phải giữ được cái chánh niệm đều đặn, không để lúc nào mất chánh niệm. Thì 5 cái căn đấy, tín tấn niệm định tuệ, nó được quân bình thì lúc đấy cái vị đấy sẽ tiếp tục, thì cái định của vị đó sẽ tiếp tục tiến bộ, tiến triển và có cái sự phát triển. Thì có những người sẽ rất là khéo léo, thiện xảo trong cái cách đó là quân bình được 5 cái căn này, nhưng mà cũng có những người rất là vụng về, mình không biết như thế nào để mà quân bình được 5 căn. Vì vậy cho nên là cái vị đó cần phải biết dùng nhiều cái hình ảnh tượng trưng tưởng để mà mình vận dụng trong cái lúc thực hành đấy. Ví dụ như là có như là một cái người mà đánh đàn, cái dây đàn nó căng quá, nó không phát được cái âm thanh tốt, trùng quá nó cũng không tốt, mà cái dây đàn nó vừa phải thì nó sẽ tốt. Vậy thì cái lúc đấy cái vị đó chú tâm nó cần phải giống như cái dây đàn không căng không trục, thì nó ở cái mức độ trung bình như vậy thì cái vị đó sẽ tu tập có cái sự tiến triển, có cái sự tiến bộ. Hay là lấy một cái ví dụ như là một cái người nào mà học về y sĩ, người ta tập mổ một cái lá sen ở trên mặt nước. Ví dụ như người ta sẽ đặt một cái lá sen trên một cái chậu nước và dùng một con dao rạch một đường. Và nếu như là một cái người nào mà quá là hấp tấp, vị đó sẽ cầm con dao đó rạch mạnh một cái lá sen đó nó sẽ thủng từ trên xuống dưới và cái việc làm đó không thành công. Còn nếu như một cái người nào quá rụt rè, vị đó cầm con dao, vị đó đặt cái con dao đó quá nhẹ thì vị đó cũng không mổ được cái lá sen. Còn nếu mà một cái người nào thiện xảo, khéo léo, biết dùng sức một cách vừa phải, vị đó có thể mổ được cái lá sen đó. Thì cái vị đó sẽ trở thành một cái vị bác sĩ phẫu thuật giỏi. Thì cũng vậy, cái người thực hành thiền cũng thế. Nếu như mà khi mà mình chú tâm trên cái đối tượng nó quá mạnh, quá hấp tấp thì mình cũng sẽ học không thành công. Khi mà mình có, nhất là từ cái giai đoạn mình có cái ánh sáng đấy, mà mình quá hấp tấp, quá chăm chú tâm mạnh quá thì cái định này nó tiêu tan mất. Cho nên là nhiều người thấy cái định đấy, nhưng cứ được một lúc nó lại mất đi, cái ánh sáng nó cứ mất đi, xong là nó lại sáng lên, nó lại mất đi. Là do mình không thiện xảo, không khéo léo, không biết giữ gìn, không biết phát triển, cho nên là nó không phát triển được. Vậy nếu như mà một cái người quá rụt rè, mình sợ mất cái ánh sáng này, mình không dám chú tâm mạnh, mình để tâm quá yếu, quá nhẹ, thì cái tâm nó cũng không chú được vào đúng đối tượng, thì là cái ánh sáng nó không phát triển, định nó cũng không phát triển thêm. Còn những người nào thiện xảo, khéo léo, biết giữ tâm ở cái mức độ vừa phải, không quá mạnh, không quá yếu, giữ ở cái mức trung bình, thì cái người đấy sẽ phát triển và sẽ thành công, tức là vị đó sẽ đắc được những cái định sâu hơn. Cho nên là cái lúc mà nó xuất hiện ánh sáng thôi thì nó cũng chưa, lúc đấy mình mới có được một chút định còn non yếu, nhưng mà mình phải cố gắng tập để cho cái định đó nó trở nên già dặn, nó trở nên mạnh mẽ và nó trở nên sâu lắng, và cái ánh sáng càng lúc nó càng trở nên sung mãn, nó rực rỡ, nó tỏa chiếu, nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều, thì lúc đấy mình mới có thể đắc thiền được. Thì cứ nếu như một cái người nào mà cứ duy trì được cái ánh sáng đấy đều đặn liên tục thì dần dần cái tâm của mình nó sẽ vào đến cận hành định và nó sẽ vào đến an chỉ định. Trong những cái thời tập mà tiếp theo thì cái ánh sáng càng lúc nó sẽ càng xuất hiện sớm hơn, nó sẽ càng tỏa sáng nhanh chóng hơn và nó sẽ duy trì một cách đều đặn lâu hơn. Như là vị đấy có thể duy trì ánh sáng ấy liên tục 1 tiếng, rồi dần dần nó tăng lên 2 tiếng, dần dần nó tăng lên 3 tiếng, 4, 5, 6, 7 tiếng. Nếu như vị đó có thể ngồi được bao lâu, nó cũng sẽ có thể sáng được bấy lâu. Thế đấy là nó có cái sự tiến triển, có cái sự phát triển tốt. Thì cái điều này nó còn tùy thuộc từng người. Ví dụ có những người thì đắc nhanh nhưng mà tiến chậm. Có cái người thì tức là có một cái người mà đắc nhanh ấy, tức là vị đó có thể ngồi trong một thời gian rất ngắn có được ánh sáng, nhưng mà vị đó phát triển được nó lại trải qua một cái thời gian rất là dài, tức là tu tập để mà vào được an chỉ định thì rất là dài, cho nên là gọi là có người đắc nhanh tiến chậm. Có cái người thì đắc tiến thì chậm nhưng mà đắc thì lại rất là nhanh, tức là có những người tu tập một thời gian rất dài vì đó mới có ánh sáng, mới có được cái định tướng đấy, nhưng mà khi mà có được cái ánh sáng đấy rồi vị nó lại vào tầng thiền rất là nhanh chóng. Đấy là có những người thì tức là tiến thì chậm nhưng mà đắc thì nhanh. Có những người thì tiến nhanh đắc nhanh, tức là vì đó có cái sự tu tập mà vị đó có được cái ánh sáng đấy cũng rất là dễ dàng, mà vị đó vào được an chỉ định cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà cũng có người thì đắc chậm, tiến chậm, tức là sẽ thực hành một thời gian rất dài thì mới có cái tự tướng đấy, và cũng phải thực hành một thời gian rất dài nữa thì mới chứng đắc được các cái tầng thiền. Thì nó còn tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào cái căn cơ, căn tánh của mỗi người khác nhau. Nên là cái người nào mà có cái tánh sân mà tu tập thiền thì sẽ phải mất một thời gian rất dài để cho cái tánh sân ấy nó lắng xuống. Nhưng mà khi cái tánh sân nó đã lắng xuống rồi, vì đó sẽ tu tiến bộ rất là nhanh. Đó, nên là cái người nào mà có cái tánh tham nó mạnh ấy, thì cái tánh tham nó không có thô thiển như là cái người có tánh sân, nhưng mà nó lại rất là dai dẳng. Một cái người mà có cái tánh tham có thể là mình thấy là mình tu tập nó có thể nhanh chóng có được cái kết quả. Ví dụ như người đó có thể nhanh chóng có được tự tướng, có được cái ánh sáng đấy, nhưng mà vì đó để mà phát triển được vào đến những cái định rất là mạnh mẽ thì lại phải mất một thời gian rất là dài, bởi vì điều phục được những cái tâm tham thì lại rất là lâu. Tâm tham nó không có dữ dội mạnh mẽ nhưng nó lại rất là dai dẳng, vậy nên nó có tùy từng người. Còn những người nào mà có cái tuệ mạnh thì sẽ tu rất là nhanh nhất, có thể là đắc cũng nhanh, mà vị đó phát triển được cái định đó cũng rất là nhanh. Còn những người nào mà những người mà thuộc về có tánh si thì sẽ chậm nhất, tu tập cũng sẽ rất là lâu. Thì nó còn tùy theo cái căn tánh, tùy theo cái ba la mật, tùy theo cái căn cơ của mỗi người. mà có cái sự tiến bộ nhanh chậm khác nhau. Thì sau khi mà tu tập thì khi mà có cái tự tướng đấy rồi, vị đó sẽ tu tập phát triển, làm cho nó sung mãn, làm cho nó rực rỡ lên. Thì cái này như ở trong Thanh Tịnh Đạo nói rằng là với một cái hành giả nào mình tu tập, mình thấy được cái tự tướng đó, mình thấy được cái ánh sáng đấy rồi, thì mình hãy thận trọng giữ gìn nó, giống như là một cái bà Chánh Cung hoàng hậu bảo vệ cái bào thai của một vị vua chuyển luân thánh vương. Tức là mình hãy trân trọng, hãy quý báu cái định đấy của mình, cái ánh sáng mà mình đã tu tập đấy, nó thành tựu được, mình hãy cố gắng giữ gìn bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi biện pháp, đừng để nó mất đi. Mình hãy trân trọng và quý báu, mình coi rằng cái tự tướng này mới quý trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Vậy thì mình sẵn sàng từ bỏ tất cả những cái khác, mình coi là không quan trọng, coi là tầm thường, và coi cái việc giữ gìn cái định tướng này, phát triển cái định tướng này mới là quan trọng nhất. Vậy mình sẵn sàng từ bỏ cái trú xứ nào không thích hợp, đi đến một trú xứ nào thích hợp để tu tập, để phát triển được cái định này. Còn cái trú xứ nào nó ồn ào, náo động, bị phan duyên, bị chi phối bởi những cái ngoại cảnh, mình cảm thấy có nhiều phiền não, khó tu tập, thì mình nên từ bỏ. Và mình nên đến cái trú xứ nào mà mình cảm thấy thuận duyên, thuận lợi trong cái sự tu tập để phát triển cái định đấy, thì mình phải đến đó thì mới phát triển được. Còn nếu như mình cứ ở cái nơi có nhiều chướng ngại, nhiều sự ồn ào, nhiều cái trách nhiệm phải lo lắng, bận rộn, có nhiều áp lực, nhiều phiền não, thì mình không thể tiến được. Dù mình ngồi mình có thấy ánh sáng rồi đấy, nhưng mà để mà đắc được vào an xỉ định, đắc được sơ thiền thì lại rất là khó. Cho nên là thứ nhất mình phải đến được một trú xứ thích hợp. Trú xứ đấy thích hợp nhưng thời tiết nó cũng phải thích hợp. Nơi nào quá nóng, quá lạnh thì đều không phù hợp. Thời tiết nó phải vừa phải thôi, nóng thì cũng có ở trong cái mức độ mình có thể kham nhẫn được. Chứ nóng mà nó nóng quá mức, nó sẽ làm cho mình sinh ra bệnh và làm cho yếu, làm cho mình kiệt quệ sức khỏe, mình cũng không thể công phu thực hành được. Hay trời lạnh cũng vậy, không nên ở cái chỗ trú xứ nào nó quá lạnh, làm cho mình không phù hợp, nó sinh ra những cái bệnh trên thân là mình sẽ bị trì trệ, không phát triển thêm được. Nên là để nói là trú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp. Tức là nếu như mà trong cái lúc mà mình thực hành cái pháp thiền đấy, cái thực phẩm nó cũng rất là quan trọng. Tức là nếu như mà mình được ăn những cái món ăn nó phù hợp với mình, những cái món ăn mà nó phù hợp với sự tiêu hóa của mình, thì mình sẽ phát triển được. Còn nếu như mà mình luôn luôn phải dùng những cái thực phẩm mà mình không thích ăn, khó chịu, không ưa thích, thì nó cũng rất khó phát triển. Vì vậy nên là mình được dùng những cái thực phẩm phù hợp thì mình sẽ tiến bộ nhanh. Còn nếu mà mình dùng cái thực phẩm không phù hợp, hoặc là những cái thực phẩm quá ít dinh dưỡng, mình không đủ sức để công phu tinh tấn thực hành, thì nó cũng không thành tựu được. Vì vậy cho nên nếu như mình được dùng những cái thực phẩm tốt, có giàu cái chất dưỡng chất thì càng tốt, chứ không có nghĩa là mình lúc đấy mình phải quá là kham khổ. Thì mình phải có ăn nó vừa đủ, ngủ nó cũng vừa đủ, không quá nhiều nhưng mà cũng không được quá ít. Tinh tấn nó phải vừa phải, nhưng nó không được quá nỗ lực mà cũng không được quá giải đãi. Và mình thân cận những người phù hợp thì mới tiến bộ được. Nếu mình không thân cận những người phù hợp sẽ không tiến bộ. Nếu như mà dù mình tu tập đến cái giai đoạn đấy, mình có tự tướng rồi, mình có được cái ánh sáng rồi, nhưng mà mình thường xuyên thân cận với những người quá yêu hoặc quá ghét, mình sẽ không có phát triển được. Nếu như là mình thân cận với những người mà mình quá yêu quý, thì khi mà cái người kia có niềm vui thì mình cũng vui theo, khi mà cái người đó có một cái nỗi buồn mình cũng buồn theo. Tức là mình luôn luôn có cái tâm trạng nó bị dao động, bị bất an. Hai người luôn luôn nói chuyện với nhau nhiều, quan tâm đến những cái cảm xúc, đến tâm lý của nhau nhiều. Nó có cái tham ái dính mắc ở trong đấy. Cái người đấy mà sống ở cái môi trường mình thân cận với những người quá yêu, thân thương, yêu quý như vậy, thì cái người đấy cũng không tiến bộ. Mà mình sống ở cái môi trường mà mình thân cận với những người mình quá là xung khắc, là thường xuyên mà có cái sự đối đầu với nhau, ác ý và hay gây sự với nhau, sân hận, ganh tị, tật đố, khó chịu với nhau thì cũng không tiến bộ được. Vậy cho nên là mình phải thân cận những cái người có cái tâm xả. Người có tâm xả đó là cái người đấy không nặng tình cảm về yêu thương, cũng không có nặng về sân si tật đố. Về cái người rất là bình thường như vậy thì mình có thể thân cận những người đó thì mình sẽ tiến bộ. Và đặc biệt là mình phải thân cận những cái người mà có kinh nghiệm về pháp hành, như là thân cận những người mà đã tu chứng đắc các cái pháp thiền, hoặc là mình phải thân cận với những người những bậc thầy, những người có kinh nghiệm tu tập để mình thường xuyên trao đổi và trình bày hỏi pháp thì mình sẽ tiến bộ nhanh nhất. Thì đó là có những cái yếu tố hỗ trợ như vậy: chú xứ, thời tiết, thực phẩm và con người thích hợp nữa, thì cái sự nó mới có đầy đủ những yếu tố nhân duyên như thế thì mới từ cái trạng thái mà từ cận hành, từ cái lúc mà mình có được cái ánh sáng mình có thể đắc được tầng thiền, là nó phải đầy đủ những cái yếu tố như vậy, những cái nhân duyên như vậy. Thì khi mà một cái người tu tập khi mà tiến bộ rồi, cái ánh sáng nó sẽ rực rỡ nhiều tiếng đồng hồ rồi, thì mình có thể chuyển tâm từ cái hơi thở đó, mình để tâm trên cái ánh sáng đấy. Thì đấy là sang một cái bước tiếp theo, đó là mình sẽ chú tâm trên cái ánh sáng này. Nếu như mình để tâm vào cái ánh sáng này mà cái ánh sáng ấy nó vẫn tỏa sáng rực rỡ, mạnh mẽ, vững vàng, cái tâm nó sẽ càng lúc nó càng trở nên định tĩnh, sâu lắng. Và thì mà mình có thể duy trì liên tục 1, 2, 3, 4 tiếng, thậm chí là suốt ngày, suốt đêm. Ánh sáng đó nó sẽ liên tục không gián đoạn nữa, và mình có thể chú tâm trên cái tự tướng đó liên tục không gián đoạn nữa, thì lúc đấy mình sẽ đắc được an chỉ định. Tức là lúc nào mà vào được an chỉ định có nghĩa là mình đắc được sơ thiền. Còn nếu như mà mình chú tâm trên cái tự tướng đấy nhưng mà thỉnh thoảng tâm của mình nó còn bắt sang cái cảnh khác, nó bắt sang cái đối tượng khác, nó chuyển tâm sang một đối tượng khác, thì lúc đấy mình mới ở cận hành định. Vậy thì một cái người nào mình biết này mình đã đạt đến cận định hay đạt đến an chỉ định, thì lúc đấy mình sẽ dùng cái hình ảnh của một cái đứa trẻ nó mới tập đi. Khi mà một cái đứa trẻ mới sinh ra đến cái tuổi mà bắt đầu nó tập tẹ bước đi ấy, thì nó sẽ đi vài bước là nó sẽ ngã xuống, vì lúc ấy cái hai chân của nó chưa vững vàng, thì nó chỉ bước đi được vài bước này nó lại ngã xuống. Rồi dần dần nó sẽ bước đi được lâu hơn, nó bước đi được 1 mét, 2 mét, 5 mét, 10 mét, dần dần nó đi được cả 100 mét. Rồi thỉnh thoảng nó ngã một chút, rồi đến khi nào cái đứa trẻ đấy nó thật sự là trưởng thành vững vàng, nó có thể đứng vững suốt cả ngày, nó có thể chạy nhảy suốt ngày mà nó không bị té ngã nữa. Cũng như vậy, khi mà một cái người mà chú tâm trên cái ánh sáng đó, trên cái tự tướng của cái tâm thiền đó, mà cái lúc đầu ấy thì cái tâm nó còn yếu, cho nên nó trú ở trên cái tự tướng ấy được một lúc thì là nó lại rơi ra khỏi cái tự tướng ấy, nó lại bắt sang đối tượng khác, sau đó thì mình lại bắt trở lại. Thì dần dần nó sẽ trú trên đấy được lâu hơn, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, rồi dần dần nó sẽ trú lên cả 1, 2, 3, 4 tiếng liền. Rồi đến khi nào mà thực sự nó đã trưởng thành, nó đã vững mạnh thì nó có thể trú trên cái ánh sáng ấy liên tục được cả 1, 2, 3, 4 tiếng, thậm chí là suốt ngày, suốt đêm không gián đoạn nữa, thì lúc đấy nó mới thật sự là đã vững vàng và chắc chắn. Vậy thì cái lúc đấy mà một cái người nào đắc đến an chỉ định rồi thì cái vị đấy sẽ có thể chú tâm trên cái ánh sáng ấy liên tục được. Và đầu tiên thì vị đó chú dần dần tăng dần nó lên 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, càng nhiều càng tốt. Và khi đã đắc đến an chỉ định thì nó vững vàng tuyệt đối chắc chắn như vậy. Thì cái định mà càng sâu thì cái ánh sáng nó sẽ càng tỏa sáng, tỏa chiếu rực rỡ hơn, sáng chói hơn. Cho nên là Đức Phật dùng cái hình ảnh nói rằng là có 4 loại ánh sáng ở trên đời. Một là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của ngọn lửa và ánh sáng của trí tuệ. Trong 4 loại ánh sáng này thì ánh sáng của trí tuệ là thủ thắng nhất, là cao thượng nhất. Bởi vì là cái ánh sáng của trí tuệ này nó có thể mở rộng được đến khắp mọi nơi. Đối với cái việc mà thực hành về cái pháp thiền hơi thở thì cái nó không cần phải mở rộng cái ánh sáng này, nhưng mà sau đó vị đó thực hành những cái pháp thiền khác thì vị đó sẽ mở rộng cái ánh sáng này, thì vị đó sẽ biết rằng cái ánh sáng này nó có thể mở rộng được đến khắp mọi nơi như thế nào. Thì cái vị đó mà nếu mà thực hành cái pháp thiền hơi thở thì vị đó cứ nương vào cái tự tướng, cái ánh sáng đó, vị đó sẽ đi vào đến sơ thiền. Rồi sau đó vị đó sẽ được phân tích các cái chi thiền. Phân tích các cái chi thiền đó là bằng cái cách vị đó sẽ hướng tâm xuống cái vùng bên trái, nhìn sâu vào cái trái tim của mình, và vị đó sẽ thấy được cái ý môn nó ở đây, cái ánh sáng của ý môn của mình nó sáng rực rỡ ở đây. Rồi vị đó cũng thấy cái ánh sáng của cái hơi thở là cái tự tướng đấy, nó cũng sẽ phản chiếu xuống dưới ý môn đó. Và cái lúc đấy vị đó sẽ thấy có cái dòng hướng tâm là cái ý môn đấy nó hướng vào cái tự tướng, thì vị đó phân tích ra được cái thiền chi tầm. Rồi là nó sẽ bám sát vào tự tướng đấy, nó là thiền chi tứ. Thích thú với tự tướng là thiền chi hỉ, nó thoải mái dễ chịu với tự tướng là thiền chi lạc, nó nặng nề với tự tướng đấy là nhất tâm. Thì đó là năm chi thiền nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà với một cái người mà mình chưa đạt đến cái sự mạnh mẽ thì mình không được kiểm tra cái điều đó. Nếu kiểm tra cái điều đó nó sẽ làm cho tâm bị tán loạn và định nó sẽ bị yếu và dần dần nó sẽ kém đi. Vậy chỉ khi nào mình tu tập mà mình đạt đến cái định rất là thâm sâu vững chắc rồi, và để cho chắc chắn thì mình không nên tự ý kiểm tra, mà mình phải trình pháp với một vị thầy có kinh nghiệm. Lúc nào cho bảo mình có thể kiểm tra được mới nên kiểm tra, còn nếu không mình không nên tùy tiện kiểm tra, bởi vì có thể mình sẽ hành sai và mình sẽ không hiểu được các cái chi thiền nó như thế nào. Thì đó là vì đó thực hành những cái pháp thiền thì về đó phân tích ra các cái chi thiền, rồi vì đó mới có thể lên được các tầng thiền. Khi hành thuần thục với sơ thiền vì đó có thể loại bỏ tầng tứ để lên nhị thiền, có hỷ lạc nhất tâm, rồi loại bỏ hỉ nên tam thiền còn lại lạc nhất tâm. Rồi vị đó thuần thục với nhị thiền với tam thiền, rồi vị đó loại bỏ thiền chi lạc nên tứ thiền còn xả với nhất tâm. Thì đối với cái pháp thiền hơi thở thì đạt đến cái tầng thiền thứ tư, đó là xả với nhất tâm. Đó là cái mức độ cao nhất của cái pháp thiền hơi thở đó. Thì ở cái trong cái trạng thái tứ thiền thì định rất là thâm sâu, rất là vững chắc. Ánh sáng sẽ càng tỏa sáng hơn, mạnh mẽ hơn, rực rỡ tỏa chiếu, và lúc đấy hơi thở nó sẽ dừng lại hoàn toàn, không còn hơi thở vào ra nữa. Thì đó là vì nó sẽ đạt đến cái trạng thái của tứ thiền là như vậy. Thì khi mà một cái hành giả đấy mà đạt đến tứ thiền rồi thì lúc đấy mình sẽ thực tập các cái pháp thiền còn lại rất là dễ dàng. Ví dụ như là lúc đấy vì đó muốn thực hành cái pháp thiền tiếp theo là quán 32 thể trưởng, thì vì đó chỉ cần nhập vào tứ thiền một lúc để cho cái ánh sáng nó trở nên tỏa chiếu rực rỡ, rồi vì đó dùng chính cái ánh sáng đó hướng tâm vào trong cơ thể mình, vì đó quán lên tóc, nông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận. Thì lúc đấy tất cả những cái màu sắc, những cái hình dáng của 32 thể trược nó sẽ xuất hiện ở dưới cái ánh sáng đó. Và lúc ấy vị đó thấy bằng cái tâm của mình, bằng cái ánh sáng của tâm, tức là thấy được tóc dưới cái ánh sáng rực rỡ đấy, thấy được lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng. Thì lúc đấy vì đó không phải là thấy bằng cái tưởng tượng, mà dùng cái ánh sáng đó vì đó quán, vì đó quan sát vào trong các cái 32 thể trược của mình, cho nên là vị đó mới cảm thấy nó như thật. Đấy. Tức là quán những cái thể trược ở trong thân mình. Và vị đó sẽ giữ được những cái hình ảnh đó rất là lâu. Vì đó có thể, ví dụ vị đó có thể quán đến tim, gan, lá, nách, phổi, ruột, màng ở trong mình, và vị đó có thể chú tâm trên các cái thân phần đấy cả 1 tiếng cũng được, giữ trên một thân phần 2 tiếng cũng được, mà nó không có cái hình ảnh, nó không bị tan biến đi. Còn cái người nào mà không có định, người ta chưa có cái ánh sáng, vì đó có thể quán 32 thể trược bằng cái tưởng tượng, nhưng mà cái tưởng tượng đấy nó rất là yếu, cho nên nó hay bị mất đi. Còn mình quán bằng cái tâm nó có định, nó có ánh sáng của định, thì cái trí cũng là cái trí quán tưởng tượng đấy, nhưng cái hình ảnh đó nó rất là rõ ràng, và tâm nó trú trên cái hình ảnh đó rất là lâu, nên là nó có thể đắc thiền ngay trong cái lúc đó. Vì đó trú trên một thân phần thì nó sẽ đắc vào sơ thiền. Còn nếu bị đó quán một lúc cả 32 thân phần ấy, thì tâm nó bắt nhiều đối tượng, nó không vào được tầng thiền, thì nó cũng sẽ đắc được cận hành định. Về lúc đấy vị đó muốn thực hành một cái pháp thiền gì khác thì vị đó cứ mở rộng cái ánh sáng ấy ra và tiếp tục tu tập. Ví dụ như là muốn thực hành thiền tâm từ thì mình hướng cái ánh sáng đến một cái người nào đó mình muốn rải tâm từ, thì hình ảnh của cái người đó sẽ xuất hiện trong ánh sáng và mình duy trì cái hình ảnh đó, mình rải tâm từ và nó sẽ đắc thiền tâm từ ngay. Vì mình có thể giữ được cái hình ảnh đó bao lâu cũng được, 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng cũng được. Mình có thể hướng tâm đấy, cái ánh sáng đó đến các cõi trời, mình có thể thấy các vị chư thiên và mình giữ được cái hình ảnh của các vị chư thiên đó ở trong tâm, và mình có thể rải tâm từ và chứng đắc được các tầng thiền một cách dễ dàng, và có thể hướng cái ánh sáng đó xuống các cái cõi địa ngục, và mình có thể thấy được các chúng sinh ở ngã quỷ địa ngục, và cái tâm của nó bắt được vào những cái đối tượng đó. Nó không giống như là mà mắt mình nhìn, nhưng mà cái tâm của mình nó có cái ánh sáng đó. Mình mở rộng đến đâu, mình hướng tâm đến đâu, mình có thể mở cái ánh sáng nó đến bất cứ chỗ nào mình muốn, và nó sẽ đều thấy được, đều bắt được vào cái hình ảnh của chúng sinh ở các cái cõi đấy. Và cứ như vậy mình tu tập thì nó sẽ đắc các cái pháp thiền một cách rất dễ dàng. Cho nên là vì đó cái sự tu tập khi tâm nó có ánh sáng rồi thì mình sẽ mở rộng được cái ánh sáng đó và thực hành các cái pháp thiền khác nó rất dễ dàng như vậy. Còn những cái người nào mà dùng cái trí tưởng tượng khi mình chưa đắc thiền ấy, thì cái hình ảnh đó nó chỉ được một lúc là nó tan mất, thì tâm nó lại bắt sang đối tượng khác, cho nên nó không đắc được thiền. Còn những người nào mà mình có cái ánh sáng ấy rồi, mình cứ hướng tâm đến cái đâu thì cái hình ảnh đó nó sẽ xuất hiện trong ánh sáng và mình có thể chú tâm trên hình ảnh đó liên tục, cho nên cái việc chứng đắc các cái pháp thiền khác nó rất là nhanh chóng dễ dàng nhờ có cái ánh sáng của định đó. Thì đấy là với cái pháp thiền hơi thở, vì đó cũng có thể thực hành như vậy. Hay là một cái người mà vì nó muốn thực hành một cái pháp thiền khác mà không phải thiền hơi thở, ví dụ như là thiền Kasila, ví dụ như là mình có thể hướng tâm vào, ví dụ như vào cái bức tường nó có màu trắng như thế này, mình vẽ một cái vòng tròn, xong là mình mở mắt ra mình nhìn, sau đó mình nhắm mắt lại cứ niệm trắng trắng trắng, thì một lúc sau mà cái ánh sáng nó cũng sẽ xuất hiện, và lúc đấy mình có thể chú tâm trên ánh sáng đấy, mình phát triển làm cho cái ánh sáng nó mạnh mẽ rực rỡ lên, rồi sau đó mình mở rộng cái ánh sáng nó ra. Riêng đối với cái pháp thiền khác như là thiền tâm từ ấy, mình cũng có thể mở rộng đến khắp vô biên thế giới được, các cái chúng sinh ở cõi này và nhiều cõi khác được. Và những cái pháp thiền như là một cái người thực hành các pháp thiền các Kasila, 10 Kasila, đất nước lửa gió, đen vàng đỏ trắng ánh sáng hư không, thì các cái Kasila ấy cũng đều có thể mở rộng ra được. Khi mà một cái người mình chú tâm trên một cái vòng tròn đó, mình có ánh sáng rồi, mình sẽ mở rộng cái ánh sáng đó ra được đến khắp vũ trụ vô biên. Vậy cho nên là Đức Phật mới nói là cái ánh sáng của trí tuệ nó thù thắng hơn cả mặt trời, mặt trăng và ánh sáng của ngọn lửa, bởi vì cái ánh sáng ấy nó có thể mở rộng đến khắp mọi nơi được. Ví dụ như là Đức Phật có thể mở rộng cái ánh sáng ấy đến khắp các thế giới khác, đến 3.000 đại thiên thế giới. Khi mà Đức Phật mở rộng cái ánh sáng ấy đến các cái cõi thế giới khác, rồi Đức Phật là muốn nghe âm thanh của những cái cõi đấy, thì Ngài tác ý đến cái nhĩ thức, thì là Ngài nghe được người ta nói chuyện gì, nghe được âm thanh, thấy được sắc tướng, thì đấy cũng là cái cách mà một cái vị đó có thể mở rộng ra cái ánh sáng đó. Hay là cái vị đó mà phát triển những cái pháp như là thiên nhãn thợ trí, thiên nhãn thông hay là túc mạng thông cũng đều nương vào cái ánh sáng của cái tâm thiền đó. Như là một cái người muốn thực hành những cái pháp về thiên nhãn, vì đó phải thực hành 10 Kasila ở các cái pháp thuần thục, theo 14 cái cách thuần thục rồi, thì lúc đấy cái tâm nó trở nên nhu nhuyễn, nó sẽ trở nên rất là tinh luyện. Nó giống như là một cái người mà là thợ luyện vàng, khi mà người ta muốn luyện vàng thì người ta phải nấu vàng đó cho nó chảy ra, rồi sau đó nó khi mà cái vàng nó đã tan chảy ra rồi, vị đó muốn nặn nó thành cái hình gì cũng được, vì nó sẽ làm thành những cái hình thù, những cái đồ trang sức tinh xảo và đẹp đẽ khác nhau. Cũng vậy, nếu như mà một cái người mà người đấy tu tập cái pháp thiền mà vị đó muốn phát triển đến những cái năng lực thần thông, vị đó phải thực hành nó ở cái mức độ rất là tinh luyện, nhu nhuyễn, làm cho cái tâm nó trở nên nhu nhuyễn thuần thục, thì cái vị đó cũng có thể làm chủ được tâm, và vị đó có thể phát triển được các cái năng lực thần thông theo ý muốn của vị đó. Ví dụ như là vị đó có thể mở rộng cái ánh sáng đó lên các cõi trời, vì đó thấy các vị chư thiên. Thì đó được gọi là thiên nhãn trí của vị đó sẽ thấy được những cái nghiệp của các vị chư thiên đó trong quá khứ đã làm cái gì mà được sinh lên chư thiên. Thế nên cho nên là cái pháp đấy được gọi là cái sinh tử trí, tức là thấy được cái sự sinh tử, cái chúng sinh đó chết ở chỗ này sinh về chỗ kia tùy theo cái nghiệp mà họ đã tạo. Vì đó có thể mở rộng cái ánh sáng đó xuống dưới địa ngục, vì đó thấy những chúng sinh dưới địa ngục, rồi vì đó có thể tác ý đến những cái nghiệp gì mà cái chúng sinh này phải đọa vào địa ngục. Thì lúc đấy những cái cảnh, những cái nghiệp mà những chúng sinh đó ở trong địa ngục đã tạo, những tội lỗi gì mà họ đã làm nó cũng hiện ra trong cái ánh sáng đó. Cho nên là vị đó mới biết là chúng sinh này đọa xuống địa ngục là do cái tội này, là do cái tội này. Còn chúng sinh được sinh lên thiên giới là do cái phước này này, phước này này. Đó thì vị đó sẽ thấy được cái điều đó nữa. Cho nên là cái vị đó sẽ thấy rõ được cái chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì đó được gọi là thiên nhãn xí, hay là vị đó thấy được những cái đời sống quá khứ của mình cũng bằng cái năng lực đấy. Thì dưới cái ánh sáng của cái tâm định đó thì vị đó sẽ thấy được như thế. Nhưng mà cái mục đích của cái sự tu tập phát triển tâm, làm cho cái tâm định tĩnh, làm cho cái tâm thanh tịnh, làm cho cái tâm nhu nhuyễn, tỏa sáng rực rỡ mạnh mẽ đó, để vị đó đi đến cái sự giác ngộ chân lý và giác ngộ các sự thật. Thì các sự thật ở đây đó là các pháp chân đế, sắc chân đế và danh chân đế. Thì cái danh và cái sắc chân đế này nó không thể thấy được bằng cái tâm bình thường, mà bắt buộc là nó phải là cái tâm có định. Có định có nghĩa là khi mà vị đó phát triển được cái tâm định tĩnh, nhu nhuyễn như vậy, tỏa sáng rực rỡ như vậy, thì vị đó có thể hướng tâm vào trong cái thân này, rồi phân tích những cái pháp về tứ đại, đất nước nửa gió, để cho cái thân này nó tan ra, rồi có thể nhìn sâu vào các căn mắt tai mũi lưỡi thân của mình, và có thể phân tích ra các cái hạt sắc chân đế. Có những cái hạt sắc chân đế ở trên mắt, tai, mũi, lưỡi khác nhau, 28 cái loại sắc chân đế khác nhau. Nhưng mà những cái sắc đấy nó chỉ thấy được khi mà cái vị đó có được cái ánh sáng của cái tâm thiền này, phải có được dưới cái ánh sáng trí tuệ này, cái ánh sáng của cái tâm mà nó có định tĩnh này, thì mới thấy được cái sắc chân đế. Rồi vì nó mới có thể phân tích ra được những cái danh chân đế, thấy ra được các cái tâm sở. Rồi cũng có thể phân tích ra được tất cả các cái tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới một cách dễ dàng khi mà cái tâm nó đã có định. Thì đấy nó gọi là danh chân đế và sắc chân đế. Đấy là những cái sự thật tuyệt đối mà cũng có thể thấy được một cách dễ dàng. Chứ với một cái tâm bình thường ấy, mà không có định thì sẽ không thấy được điều đó. Và cũng có thể nương vào cái danh sắc đó có thể thấy được cái pháp duyên khởi, tức là thấy được những cái hướng tâm vào cái phiền não luôn, vì có thể đi về cái thời điểm cận tử của kiếp trước, thấy được cái kiếp trước mình đã tạo cái nghiệp gì, và tìm ra được cái phiền não luôn ở trong quá khứ, tức là thấy cái nhân ở trong quá khứ nó sinh ra cái quả ở hiện tại. Đây là cái thân năm uẩn này, rồi những cái hành động ở trong hiện tại nó sẽ để lại cái quả ở tương lai, là cái thân năm uẩn ở tương lai. Thế vậy cho nên là sẽ quan sát ra được cái pháp duyên khởi, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh, lão tử bằng những cái pháp chân đế đó, chứ không phải là quán bằng cái khái niệm, bằng cái sự tưởng tượng, mà quán trên cái danh sắc chân đế để hiểu ra được cái nhân quả của danh sắc chân đế. Rồi vì đó cũng có thể thấy được cái tính sinh diệt của danh sắc đấy, nên mà hiểu ra được cái sự vô thường của danh sắc, hiểu ra được cái khổ, cái vô ngã. Rồi từ cái tâm tuệ chi được các cái sự thật đó, rồi dần dần nó đạt đến những cái sự giác ngộ, thì sẽ đoạn trừ đi được những cái phiền não, những cái vô minh, tham ái, chấp thủ, và có thể chứng đắc được niết bàn nhờ có cái tâm định tĩnh. Và có từ cái tâm định tĩnh nó phát sinh ra cái ánh sáng trí tuệ, từ cái ánh sáng trí tuệ đó thấy được các cái sự thật như nó thật sự là, tức là thấy được các cái pháp chân đế và cả những cái pháp tục đế nó đều có thể thấy được một cách rõ ràng trên cái tiến trình thực hành thiền là như vậy. Vậy thì trong tất cả các pháp thiền, dù là một cái hành giả đó có tu tập một cái pháp thiền nào, mà đến khi mà có thể chánh niệm tỉnh giác trên cái pháp thiền đấy, nó cũng đều, cái tâm nó cũng đều tỏa sáng ra như thế. Và khi tâm mà nó đã tỏa sáng ra như thế là cái ấn chứng của định, tức là cái dấu hiệu mà lúc đấy thì nó đã bắt đầu có sự đạt chứng giác của cái tâm định. Nhưng mà cái tâm định lúc nó mới nó phát triển nó còn rất là non yếu, và vì đó cần phải từng bước phát triển tu tập, làm cho nó mạnh mẽ lên, làm cho nó trưởng thành lên, thì lúc đấy mình mới có thể dùng cái tâm định đó phát triển trí tuệ được. Đến một cái giai đoạn mà một cái vị hành giả mà tục hành cái pháp về thiền quán, thiền tuệ, thì nó phân tích ra được danh sắc, thấy được cái pháp duyên khởi, thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, thấy được cái tính sinh diệt liên tục trên danh sắc, rồi dần dần vị đó sẽ đắc được những cái pháp về gọi là về trí tuệ. Thì khi mà đắc được cái pháp trí tuệ, khi mà cái tuệ non yếu bắt đầu sinh khởi, thì vị đó cũng sẽ thấy trên thân này nó tỏa ra những cái hào quang ánh sáng rực rỡ tỏa chiếu và mạnh mẽ, và rất là nhiều người cũng sẽ bắt đầu ngộ nhận và lạc nối ở đấy. Đấy được gọi là cái giai đoạn là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Nếu như mà một cái người không có kinh nghiệm, tức là không có kiến thức về pháp học một cách thấu đáo, hoặc không có những cái vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn, mà vị đó tu tập đến cái pháp thiền quán, đến cái giai đoạn mà các cái tùy phiền não nó sinh khởi, toàn thân sẽ tỏa ra những hào quang ánh sáng rực rỡ, có cái hỉ, có lạc, có cái tín tấn niệm định tuệ, có cái tâm xả, có cái tâm dính mắc vào những cái trạng thái đó, nó khởi lên là vị đó sẽ rơi vào cái tùy phiền não quán. Và những cái lúc đấy vì đó nếu như mà cứ đi theo cái hào quang đấy, cứ đi theo cái ánh sáng nó xuất hiện đấy, thì vì đó sẽ sinh ra ngộ nhận, nghĩ rằng mình đã chứng đắc những cái đạo quả, mà lúc đấy lại chưa phải là đạo quả, cho nên là gọi là đạo phi đạo. Vậy nên là nếu như cái vị đó sẽ không có quan tâm đến cái hào quang nó xuất hiện đấy, cứ tiếp tục chú tâm vào danh sắc và quán cái sự vô thường khổ vô ngã trên cái danh sắc, thì sẽ dần dần cái tuệ đó nó mạnh mẽ lên, gọi là cái tuệ đấy nó trở nên già mạnh, thì vị đó sẽ đi đúng đường, sẽ đi đúng đạo, và sẽ đạt được đến cái mức tuệ cao nhất của tuệ hiệp thế, và có thể đạt đến tuệ siêu thế. Đạt đến tuệ siêu thế, vị đó có thể chứng ngộ được niết bàn, nếu như mà vị đó không bị thối chuyển, tức là không bị ngộ nhận trên cái con đường tu tập. Vậy thì trong cái giai đoạn thực hành thiền định cũng thế, mình cũng rất dễ bị ngộ nhận ở cái lúc mà mới bắt đầu có ánh sáng. Cho nên là khi mà mới bắt đầu có ánh sáng đấy, phải rất là thận trọng, đừng có đi theo cái ánh sáng đó, đừng có chạy theo những cái tưởng tượng của tâm mình, đừng có ngộ nhận những cái tưởng đấy là những cái pháp mà mình chứng đắc. Nó chỉ là cái ngộ nhận mà mình phải biết thực hành cho đúng, và cứ tiếp tục thực hành cho đúng đường ấy, thì mình mới có thể tiến bộ được, mình có thể đi xa được, có thể chứng đắc an chỉ định được, chứng đắc các tầng thiền được. Còn nếu như mà mình đi theo những cái ảo tưởng đấy thì mình sẽ bị thoái chuyển hoặc bị ngộ nhận. Đến cái giai đoạn thực hành thiền tuệ, thiền quán cũng vậy. Khi bắt đầu cái trí tuệ non yếu nó sinh khởi, hào quang ánh sáng nó tỏa chiếu khắp trên toàn thân, và vị đó tham ái ngã mạn cũng đi theo cái hào quang đấy mà không còn thực hành đúng cái đường của mình nữa, nó cũng sẽ rơi vào ngộ nhận, nó cũng sẽ khiến cho vị đó tưởng là mình đã chứng đạo trong khi chưa chứng thật. Còn nếu như vị nào không đi theo nó và cứ tiếp tục thực hành cho đúng pháp, thì vị đó sẽ tiếp tục cái trí tuệ đó nó tiếp tục nó phát triển, thì nó sẽ đi đến cái tuệ cao nhất của hiệp thế và có thể đắc được cái pháp tuệ siêu thế. Đó là cái con đường thực hành thiền. Nếu như mà mình có tiến bộ thì nó sẽ như thế, tức là đến một lúc nào đấy thì mình sẽ cái tâm của mình nó sẽ trở nên tỏa sáng rực rỡ, và mình biết cách thực hành cho đúng pháp, thì mình sẽ nương vào cái ánh sáng của cái tâm thiền đó, và mình sẽ phát triển. Cả ở cái sự thực hành thiền định cũng thế, mình cũng cần phải nương vào cái ánh sáng của cái tâm thiền đó để mình chứng đắc các cái pháp thiền định. Và ở cái giai đoạn thực hành thiền quán cũng thế, mình cũng sẽ nương vào những cái tâm mà tỏa sáng rực rỡ đó, của cái ánh sáng của cái tâm thiền đó, để mình phân biệt ra được những cái pháp chân đế, những cái để mình chứng ngộ, chứng đắc, chứng đạt được các cái sự thật. Thì con đường tu tập về tâm nó để mình phát triển tâm, để phát triển trí tuệ, để đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát. Rồi mình sẽ trải nghiệm qua những cái trạng thái như vậy, và mình có được cái kinh nghiệm hay là mình có được cái kiến thức như thế thì mình sẽ không bị đi lạc được. Chứ bây giờ có rất là nhiều người tu tập và sẽ rất là dễ bị ảo tưởng, tức là những người mà tu tập mà kinh nghiệm nó chưa được sâu sẽ rất là hay ảo tưởng. Khi mà vị đó mới bắt đầu có được một chút ánh sáng là vị đó đã rơi vào những cái ảo tưởng, nghĩ rằng mình thấy những cảnh giới này, cảnh giới khác, thấy được kiếp quá khứ của mình, của những người khác, rồi là cứ tưởng mình đã chứng đạt những cái pháp rất là cao, rồi lại truyền bá những cái ảo tưởng đấy cho những người khác, rồi là cứ rồi sẽ bị rơi vào ngộ nhận, và cái con đường đấy là sai lầm và sẽ không thành tựu được cái gì hết. Còn nếu như mà mình tu tập, mình cho nên là cái sự tu tập nó cần rất là thận trọng, rất là thận trọng. Mặc dù mình tu tập nó có tiến bộ, nhưng mà nếu như không thận trọng mình sẽ bị rơi vào cái tà kiến, và cái điều đó rất là đáng tiếc. Vậy nên là đấy là cái sự thực hành cả pháp thiền chỉ và thiền quán, nó đều như thế, mình sẽ đều trải qua những cái bước như vậy. Nên là mình cần phải tu tập và đạt được đến những cái thành quả chân thật nhất, đến những cái thành quả cuối cùng nhất, thì mình mới thành tựu được trên cái con đường thực hành cái pháp thiền này. Đó là cái hết em bài pháp ạ. Thì có ai có câu hỏi thì Dương sẽ trả lời. Có thể người được cấu tạo tứ đạo về những bệnh tật đau khổ thì có phải do mất cân bằng tứ đạo mà sinh ra đau khổ bệnh tật không? Và khi hành thiền đến tâm mà nhất tâm để vào một cái đề mục, khi đó thì ta không còn cảm nhận thấy sự đau nhức nữa. Vậy có phải khi nhất tâm trên thiền nên là tâm không còn mắc vào cái cảm thọ đau đớn nữa, vì cái tâm đã thiền tập rồi đè nén, hay là do tâm thanh đã làm cân bằng tứ đạo để cho cơ thể có trạng thái bạo đạo như vậy? Cái bệnh nó sinh ra nó chỉ là cái bệnh thời tiết thì nó sẽ làm mất quân bình tứ đại. Tức là cái mất quân bình tứ đại nó làm xáo trộn. Ví dụ như phong đại của mình mạnh quá, mình sẽ bị như giống như người bị trúng gió, hay là hỏa đại mỏng quá thì đôi khi mình giống như bị sốt đấy. Rồi là thủy đại nó mạnh quá giống như mình bị phù ấy. Địa đại nó mạnh quá thì giống như là cái thân của mình nó nặng nề, nó đau nhức, nó cứng đơ đấy. Thì cái mất tứ đại nó chỉ là liên quan đến những cái vấn đề thời tiết đấy thôi. Còn những cái bệnh nó sinh ra do những cái vi khuẩn, virus, do những cái nghiệp ở quá khứ, này là do những cái tâm lý bất an, hay là do những cái thực phẩm nó không được trong sạch. Nhiều nguyên nhân sinh ra bệnh chứ không phải là chỉ cho mất quân bình tứ đại. Còn khi mà mình thực hành thiền nhất tâm trên một đối tượng và mình không còn cảm nhận thấy đau nữa, đó là vì nó có cái sự an lạc, cái sự hỉ lạc trên đối tượng đó, nó chế ngự cái đau đớn nhức mỏi trên thân mình. Như là có cái lúc mà mình để tâm trên hơi thở mà nó đã có cái hỉ lạc trên hơi thở rồi, thì cái thân nó rất là nhẹ nhàng, nó khinh an. Từ cái nhẹ nhàng khinh an nó sinh ra an lạc, từ cái an lạc nó sinh ra định tĩnh. Thì cái hỉ lạc đó nó càng lúc nó càng sung mãn, nó càng mạnh mẽ lên. Ví dụ như là một cái người mà vào đến sơ thiền thì Đức Phật sẽ thường lấy cái ví dụ như là một cái người cầm cái cục bột tắm ấy, nhúng với nước. Thì cái cục bột tắm ấy sẽ được thấm nhuần bởi nước, không một chỗ nào là không được thấm nhuần bởi nước. Thì cái cục bột tắm ngày xưa thì không biết là bằng cái gì, nhưng khi đã nhúng vào nước, giống như là bây giờ mình cầm một nắm bông mình nhúng vào nước ấy, thì bây giờ toàn cái thể cái nắm bông ấy sẽ được thấm nhuần tẩm ướt bởi nước. Mình có thể tưởng tượng như thế, không một chỗ nào không được thấm nhuần. Cũng như thế, một cái người mà vào đến sơ thiền thì toàn thân của vị đó được thấm nhuần bởi hỉ lạc do ly dục sinh. Nên bình thường cái tâm của mình nó chạy theo cái tham dục ở trần cảnh, và nó cứ nghĩ là được hưởng cái ngũ dục đấy mới là an lạc, mới là hạnh phúc. Nhưng mà cái tâm thiền này nó lại khác lại. Đó là khi mà vị đó vào đến cái chú vào cái tầng thiền, cái ánh sáng nó rực rỡ mạnh mẽ, thì mình chú trên cái tự tướng đấy vào, thì cái tâm nó bắt đầu nó trở nên nó ni dục, nó không còn khởi lên bất cứ một cái tham dục nào, dù là một mảnh may tí xíu thôi nó không khởi lên. Thì đấy là cái trạng thái ni dục. Cái ni dục ấy nó lại sinh ra một cái loại hỷ lạc cao thượng hơn là cái người hưởng thụ ngũ dục. Một cái người mà hưởng thụ ngũ dục về sắc thanh hương vị xúc ấy, thì nó có cái lạc, nhưng mà cái lạc đó lại là một cái lạc thô thiển, cái lạc dao động, một cái lạc đau khổ, chứ không phải là cái lạc an vui gì. Nhưng mà khi mà một cái tâm ni dục nó lại rất là an lạc. Cái này nó cũng có thể được ví dụ như là một cái người mà người ta bị bệnh cùi, bệnh hủi, khi mà người ta rất là đau khổ và người ta được hơ cái vết thương đó trên ngọn lửa, và người ta cảm thấy nó rất là thích thú khi được hơ cái vết thương trên ngọn lửa nở loét rồi. Thì càng hơ như thế, nó chỉ có cái trạng thái là giảm đau tạm thời, nhưng mà cái vết thương nó lại nở loét rộng hơn, lớn hơn, và lần sau người ta lại càng muốn hơ nhiều hơn nữa, và càng hơ thì sẽ càng đau khổ. Còn có một cái người mà người ta có cái trạng thái của cái sự mà khỏi bệnh, tức là một cái người mà không còn bị cái bệnh cùi đấy nó hành hạ nữa, người ta không cần phải hơ nửa nữa, thì cái người đấy có được cái hạnh phúc, cái an lạc lớn hơn là cái người đang hơ nửa. Thì cũng như vậy, những cái người bình thường đang sống ở trên đời chạy theo cái cảnh dục ở bên ngoài, và cái người đấy nghĩ rằng là khi nào mình đạt được những cái ngũ dục mình sẽ hạnh phúc an lạc, thì cái người đấy, cái hạnh phúc của họ giống như những người bị bệnh cùi mà đang hơ trên ngọn lửa, càng hơ thì nó lại càng loét ra. Thì cái người càng hưởng ngũ dục thì nó lại càng tham đắm nặng hơn. Còn cái người mà vào đến cái trạng thái của tầng thiền, nó ni dục, cái tâm nó không còn cái sự chạy theo cái dục cảnh nữa, thì cái tâm đấy nó lại đạt được một cái sự an lạc rất là cao thượng và thù thắng. Và cái trạng thái an lạc đấy nó giống như là một cái người đã khỏi bệnh rồi, không còn cái bệnh cùi đấy nữa, không cần phải hơ nửa nữa, thì cái trạng thái đấy nó lại là cái trạng thái an lạc thù thắng hơn. Thì cũng như vậy, cái người vào cái trạng thái tầng thiền, sơ thiền ấy, nó có một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, do cái tâm nó không còn chạy theo cái dục giới nữa, mà lúc ấy nó trở thành cái tâm sắc giới. Nó chỉ chú tâm vào một cái cảnh sắc. Cảnh sắc chính là cái ánh sáng, cái tự tướng đó, mà tâm nó đang chú ở trên đấy, cho nên gọi là tâm sắc giới, tâm thiền sắc giới. Thì cái tâm thiền đấy nó an lạc thù thắng như vậy. Thì thậm chí lúc đấy đau đớn nhất ở trên thân nó không cảm nhận được. Lúc đấy mình bình thường cái tâm định yếu thì đau nó rất là rõ ràng, nhưng cái tâm thiền rất là mạnh rồi thì nó không còn thấy cái sự đau đó nữa, đau mà nó không đau nữa. Khi vị đó xả thiền ra hoặc cái định nó yếu đi thì cái đau nó lại khởi lên, thì vị đó lại cảm thấy là ôi chân mình rất là đau, người mình rất là đau. Đấy là cái lúc định nó đã yếu đi rồi, nó không còn sung mãn nữa. Hay là vị đó xả thiền ra rồi, vị đó mới thấy cái đau đó. Còn lúc mà vị đó đang trú trong cái tầng thiền đấy thì vị đó không thấy đau, bởi vì là cái hỷ lạc nó sung mãn, nó mạnh mẽ như vậy, khắp toàn thân vị đó được thấm nhuần cái sự hỷ lạc đó như vậy. Đấy là cái trạng, vậy cho nên là nó không đau là thế hả? Dạ, con thưa sư, xuất phát từ câu hỏi của một thiền sư nói rằng tại sao các vị tu thiền mà vẫn bị bệnh tật đau đớn? Con xin sư giảng giải cho chúng con biết cái hành thiền thì ngoài cái yếu tố thường là giải thoát niết bàn thì hành thiền có chữa được bệnh không, và bệnh nếu chữa được thì có chữa các bệnh về thân, về bệnh về tâm, và những cái loại bệnh nào có thể chữa được? Bởi vì có một số người nói là một điều thì chữa được bệnh, con xin giảng giải cho con. Nó chữa được bệnh về tâm thì là nó chữa được bệnh đấy tốt nhất. Tức là hành thiền nó sẽ, những người mà hành thiền tốt mà thường an trú ở trong thiền thì những người đấy không có sầu muộn, không có ưu bi, không có, tức là những cái phiền não ưu bi ấy, hầu như là nó không chi phối, không tấn công tâm của vị đó, cho nên vị đó sẽ không có những cái bệnh về tâm. Những cái bệnh còn những cái bệnh khác thì vị nó vẫn có, nhất là những cái nghiệp quá khứ nó cho quả thì không tránh được, đến Đức Phật vẫn còn bệnh mà. Đức Phật vẫn rất là nhiều lần mắc bệnh chứ, có những lần bị bệnh rất là nặng, kéo dài cả tháng trời cũng có chứ. Và về cuối đời cũng có rất nhiều những cái bệnh sinh ra. Các bậc A-la-hán vẫn có bệnh. Vậy thì cái người mới đắc thiền còn rất quá xa so với các bậc thánh nhân, đó có cả pháp thiền siêu thế mà còn có bệnh nữa. Muốn chi là mới đắc được thiền hiệp thế hoặc là mới đang tập tu thì làm sao không có bệnh được, vẫn có bệnh. Thì đó mà bị nhiễm virus, bị mà không cẩn thận bị Covid thì vẫn bị, không phải là không. Chứ không phải là đắc thiền rồi là sẽ miễn dịch hoàn toàn. Nó có miễn dịch hơn những người khác, nhưng mà nó không tránh được tuyệt đối. Và vì đó, nếu như mà vì đó đôi khi vẫn bị những cái bệnh về thời tiết, ví dụ như nóng quá, lạnh quá, đôi khi vị đó vẫn bị. Nhưng nếu như mà vị đó tích cực ngồi lâu thì trong cái lúc vị đó trú ở trong định thì nó ít, nhưng mà vị đó xả thiền ra thì là những cái bệnh khác nó vẫn thâm nhập vào qua cái thời tiết hoặc là qua thức ăn, hoặc là nhất là những nghiệp quá khứ, những cái bệnh gì nó do nghiệp nó sinh thì vị đó không tránh được. Trong kiếp trước vị đó từng tạo những cái nghiệp như sát sinh hay là có những cái lỗi lầm gì thì bây giờ nó chủ quả, và không tránh được, vẫn có bệnh. Cho nên là hành thiền thì chủ yếu là vì cái mục đích của mình là muốn diệt trừ những cái tâm bất thiện, diệt trừ những cái ô nhiễm, những cái phiền não câu ế ở trong tâm, để mình đạt được những cái tâm thiện, để mình giác ngộ chân lý, để phát triển trí tuệ, để đoạn trừ vô minh tham ái. Thì mình phải thấy là cái bệnh vô minh mới đáng sợ, tham ái chấp thủ mới đáng sợ, tham sân si mới đáng sợ, ngã mạn tật đố hoài nghi, những cái bệnh đấy mới là những cái bệnh đáng sợ. Và mình cần cái việc hành thiền là nó chữa những cái bệnh ở tâm, nó chữa được bệnh tâm, chứ còn bệnh trên thân không quan trọng. Kể cả mình có mắc bệnh thân cũng được. Cho nên là thời Đức Phật có một cái vị tỳ kheo, vị đang hành thiền thì lúc đấy vị đến mắc cái bệnh về mắt, tức là cái bệnh vị đó bị đau mắt và bị đau rất là dữ dội. Nếu như lúc đó vị đó ngưng hành thiền đi chữa thì vị đó sẽ khỏi, nhưng mà vị đó đã lựa chọn đó là tiếp tục hành thiền và không chữa bệnh. Và vị đó cứ thực hành như vậy, trong mấy tháng sau thì vị đó bị mù cả hai mắt. Thì cũng cái lúc mà bị mù cả hai mắt ấy, thì vị đó đắc được quả A-la-hán. Và vị đó chấp nhận lựa chọn đó là thành tựu đạo quả giải thoát và hy sinh hai con mắt. Vậy thì cái người hành thiền đôi khi mình phải hy sinh, đôi khi mình có bệnh thì mình cũng phải mình cũng cứ tiếp tục. Thì đến lúc đấy mình có cái quyền lựa chọn, một là dừng cái việc tu tập này lại để đi chữa bệnh cho nó khỏi, giữ cái thân thể quan trọng hơn. Còn hai nữa là mình sẽ lựa chọn là cứ tiếp tục thực hành thiền, đổi cái thân này lấy cái pháp thân, lấy cái trí tuệ, cái thân trí tuệ quan trọng hơn thì cứ tiếp tục thực hành. Có thể thì nó là như thế. Chứ còn cái việc tu tập thiền là không quan trọng về cái việc chữa bệnh trên thân, mà nó quan trọng về chữa bệnh trong tâm, chữa các cái bệnh phiền não trong tâm. Đấy mới là mục đích của hành thiền. Còn cái thân, có thân thì nó phải có bệnh. Thân này nó là tứ đại, nó có bệnh là chuyện bình thường, không sao. Có ai hỏi gì nữa? Có một số muốn có nguyện vọng muốn xin cho tên pháp danh bằng tiếng Bali nữa. Thì ai cần thì mai đi trình pháp phải đưa lên chỗ sư để sư đặt lại. Cô kia hỏi. Con xin sư được giải thích cho con thêm về hai cái phần của bát chánh đạo, bởi vì bản thân con là người mà chưa có xuất gia và cũng mới quyết định là mình sẽ tu theo pháp tự tuệ và quy tam bảo trong một thời gian rất là ngắn, thì những cái kiến thức hoặc là những cái sự hiểu biết của con chưa thấu đáo, mà khi mà mình chưa có thấu đáo thì mình ví dụ như cái sự hiểu của con về cái giới luật thứ 7 thứ 8, ví dụ như là thứ 7 là mình sẽ kiêng cữ, mình sẽ xa tất cả những cái liên quan đến là việc mà mình làm đẹp, việc mà mình dưỡng da, việc mà mình tập luyện chẳng hạn. Thì con muốn biết được căn nguyên của vấn đề này và tại sao Đức Phật thường nói là trong tất cả cái tham ái thì tham ái về cái đẹp của cái sắc thân này là lớn nhất, không có cái tham gì nó lớn hơn. Ví dụ như là nếu như mình có cái thân, mình nhìn vào cái thân mình thì lúc nào mình cũng muốn cái thân mình đẹp, và cái tâm tham ái chấp thủ ngã mạn này nó đã tiềm ẩn trong người mình quá lâu rồi, quá lớn rồi, quá nặng rồi. Nên là với cái sự tu tập là mình sẽ buông bỏ dần dần những cái không cần thiết đi, để tất cả những cái buông đấy nó đều là đối trị với tâm tham, với cái tâm tham ái. Ví dụ như là người đi xuất gia bỏ cả tóc đi ấy, thì nó bớt những cái đẹp đẽ mà không cần thiết bên ngoài đi, thì những cái trang phục, cái sự mà mình trang điểm cho thân, làm cho cái thân đẹp ấy, thì nó chỉ tăng thêm cái ảo tưởng, nó tăng thêm cái vô minh, nó tăng thêm cái ngã mạn. Ví dụ như cái bản chất của cái thân này nó vốn là rất là bất tịnh. Ví dụ như là nếu như mà một cái người nào mà người ta dùng cái trí tuệ bằng cái pháp thiền ấy, người ta dùng cái ánh sáng thiền, người ta soi vào trong thân ấy, người ta sẽ thấy ở cả những cái con giun, con sán, con sâu, con bọ nó ở trong đấy. Ở trên tóc của mình nó có hàng vạn con vi khuẩn nó đang nhúc nhúc ở đấy, mà bằng cái mắt thường mình không thấy, mắt trí tuệ để thấy. Nông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận của mình nó đều có những cái con vi trùng, vi khuẩn, sâu bọ, giun dế, giun sán nó sống ở đấy, và nó sống ở đấy thì nó ăn xương, ăn máu, ăn thịt của mình, để nó lại đi vệ sinh ra đó, để nó chết ở đấy, rồi nó lại sinh sản ra đấy, và nó cứ nối tiếp thế hệ này thế hệ khác, nó toàn sống ở trên thân mình. Thì bản chất cái thân mình nó không khác gì cái bãi tha ma, nó không khác gì cái nghĩa địa, nó không khác gì cái nhà vệ sinh cho những con vi trùng đấy. Nhưng mà bản thân mình không có trí tuệ, mình không nhìn thấy cái điều đó, cho nên mình mới tham ái, tham luyến, lắm nhiễm, mất quá nhiều thời gian, sức lực để chăm sóc cho một cái rất là giả dối. Và các cái bậc tu chứng đắc giác ngộ rồi thì thấy rõ điều đó, và muốn hướng dẫn cho cái người mới tập tu tập. Người ta làm sao người ta khó tu, bởi vì người ta quá tham với cái thân này nó đẹp, thì người ta rất là tham ái với cái thân mình và cái thân của người khác, cho nên là phải bỏ cái đẹp giả đấy đi để mình thấy là cái sự thật. Thì tất cả những cái đấy nó chỉ là cái phương tiện để cho mình bớt cái ảo tưởng nghĩ rằng cái thân này là đẹp đi, thì mình sẽ thấy cái thân nó, mình càng thấy được cái thân nó là bất tịnh, nó đáng nhàm chán, đáng ghê gớm, thì cái sự chứng đắc các cái pháp thiền chỉ quán nó càng dễ dàng, nhanh chóng. Còn nếu như ngày nào mình còn cái khái niệm thân này đẹp, thân này là đáng yêu, đáng mến, đáng chăm sóc, thì cái sự tu tập chứng đắc các cái pháp thiền chỉ quán của mình rất là xa vời. Vì vậy nên là mình cần phải buông bỏ cái sự trang điểm làm đẹp đi, vì nó không thật mà, nó không thật. Còn nếu như một cái người nó có cái đẹp từ trong nội tâm ấy, người đó sẽ không cần phải chăm sóc, không cần trang điểm. Nếu như cái tâm nó đẹp, nếu người đó mà có cái lòng từ bi cái tâm từ nó mạnh ấy, thì cái người đấy không trang điểm mà đẹp hơn những người trang điểm, đẹp hơn, bởi vì cái đẹp nó phát sinh ra từ nội tâm. Ví dụ cái người nào mà thực hành thiền mà có ánh sáng, mình sẽ thấy cái mặt người đó rất là sáng, bởi cái sắc nó sinh ra từ cái tâm ấy, cái tâm thanh tịnh trong sáng, nó sẽ sinh ra những cái sắc rất là sáng sủa, mà cái sắc ấy nó đẹp hơn là cái sắc do mình đánh phấn bôi son, nó đẹp hơn rất là nhiều. Thì cái đẹp nó phải sinh ra từ nội tâm thì nó mới thật, còn cái đẹp nó do mình bôi chát vào nó là đẹp giả vờ, nên là bỏ đi tốt hơn đó. Bạch sư là xin cho con biết người tu thiền thì có sử dụng ngũ vị tân không, và nếu có thì là lý do tại sao? Tại vì con nghe nói rằng là ngũ vị tân rất là nguy hiểm ạ. Thực ra ngũ vị tân thì trong cái giới luật của Đức Phật, hành hẹ tỏi nén, thì Đức Phật có cấm không được ăn tỏi đối với một số vị tỳ kheo ni. Cái lúc đầu ấy thì không có cái giới này, liên quan nó có cái giới này là do lúc đấy có một cái vị tỳ kheo ni, vị ấy cũng rất là thích ăn tỏi, trong vị đó đi vào các nhà cư sĩ xin tỏi. Xong là hôm đấy cái người cư sĩ người ta không có tỏi ở nhà, người ta bảo sư cô ra ngoài cánh đồng, ngoài vườn đấy mà lấy. Thế là cô này cô ra cô sao hết cả cái vườn tỏi người ta cô đội về. Thế là cái người cư sĩ người ta rất là phẫn nộ, người ta đi người ta nói xấu, người ta bảo là người tu theo đạo Phật mà sao còn tham lam thế. Và cái tiếng xấu nó đồn đi khắp nơi, đến lúc đến tai Đức Phật thì Đức Phật mới chế ra cái giới này. Từ nay đến các vị tỳ kheo ni ở cái vùng này không được ăn tỏi nữa. Và Đức Phật chế vào trong cái giới luật của tỳ kheo ni, nguyên do là vị tỳ kheo ni đó quá tham lam vô độ. Và cái giới đó nó chỉ ban hành cho các vị tỳ kheo ni thôi, chứ cái giới đó không liên quan đến tỳ kheo tăng. Cho nên là các sư ăn tỏi thoải mái không sao á. Nhẹ tỏi này từ thời Đức Phật đến giờ các sư vẫn được ăn tỏi, mà ăn tỏi rất là tốt, nó sẽ chữa được rất là nhiều các thứ bệnh, nhất là những người về nó về bị phong hàn chứ ấy, chữa bệnh rất là tốt. Như sư cũng có thể ăn được cả gốc tỏi không sao á. Nên là cái việc ăn những thứ đấy không liên quan đến việc hành thiền, không liên quan, vẫn hành thiền tốt, nó vẫn là thức ăn, nó vẫn là cái đồ chay, nên là ăn được. Nhưng mà sau này khi mà Phật giáo chuyển sang bên Ấn Độ, bên Trung Quốc ấy, thì có nhất là có những cái pháp như là tu về mật tông ấy. Tu về mật tông là hay liên quan đến thần chú mà. Thần chú thì giống là hay giống như cúng bái đàn tràng, rồi là hay liên hệ đến các cái vị thần ninh gì đó này. Thì có thể là những cái vị đấy kiêng, bởi vì là cái người ăn những cái thứ đấy nó có cái mùi tỏi, nó có cái mùi tanh hôi, nó khó tiếp cận với các cái vị thần ninh phi nhân gì đó. Cho nên là cái giới đó mới sinh ra là từ ở bên, hình như là bên đạo não, là cái gì đó mà dành cho những cái người hay đi cúng bái đàn tràng hay là dùng những cái tâm linh chú thuật gì đó mới kiêng thôi. Còn những người tu thiền không cần kiêng, người tu thiền không cần kiêng, chỉ có ai là tỳ kheo ni thì phải kiêng, thì không được ăn, là do Đức Phật chế, là chế cái tâm tham ăn đấy, chứ không có liên quan gì đến tu tập. Cái giới về tỏi là như vậy, nên là cứ ăn bình thường không phải lo ngại gì ha. Bạch sư là cũng bị tâm là sự tâm dục không có nói gì đến, đối với pháp của Đức Phật không nói gì đến, bởi vì là trong cái pháp tu tập quán về bất tịnh thì nó sẽ đối trị được cái tâm tham dục. Mà cái tâm tham dục này không phải là chỉ có ăn mũi vị tân này nó mới tham dục. Ví dụ là một cái người ăn tất cả những cái thứ gì mà cái vị đó không tu tập về nội tâm, cái tâm tham dục nó khởi lên do cái tâm của vị đó quán. Ví dụ như là cứ người nào tham đẹp là người đó cứ nghĩ là thân này là đẹp thì người đó sẽ có cái tâm ái dục lớn. Còn những người nào cứ quán cái thân là bất tịnh thì vị đó sẽ ni dục hoàn toàn, không có tham dục. Nên là cái người mà càng trang điểm nhiều thì càng bị tham dục. Người nào mà cứ càng sống đơn giản không trang điểm ấy, thì cái người đó hay quán bất tịnh nhiều ấy, thì người đấy sẽ không tham dục, chứ không phải là do ăn ngũ vị tân kia. Thưa thầy cho hỏi là có rất nhiều đề mục thiền, thì con có biết là tại sao mình lại nên chọn thiền hơi thở, và cái thiền hơi thở thì thù thắng hơn so với các casina hay là các đề mục thiền khác như thế nào? Thực ra thì thực hành thiền hơi thở với các thiền khác thì cũng như nhau mà thôi. Mà mình tu tập theo một cái pháp thiền là phù hợp với căn tính của mình thì là tốt nhất. Về thiền hơi thở có một cái điểm rất là dễ tu, đó là mình không phải tạo ra một cái công cụ gì. Ví dụ như là bây giờ mình muốn, cái người đấy muốn thực hành về thiền Kasina đất chẳng hạn, vị đó phải đi kiếm một cái đất sét, vị đó về chát vào một cái đĩa đường kính 30 cm, vị đó phải treo ở trước mặt, và vị đó mở mắt, vị đó nhìn, sau đó vị nhắm mắt, vị đó niệm đất. Vậy thì vị đó đi đâu vị cũng phải mang theo cái casina đất đấy, và nó rất là bất tiện. Cái các cái đề mục khác nó cũng thế nhé, thường mình phải đi tạo ra cái đề mục đó, cho nên là nó phức tạp. Còn hơi thở thì mình cứ nhắm mắt là đưa tâm lên mũi là có hơi thở. Cái người hành thiền hơi thở cái rất là thoải mái, mình đâu phải mang cái gì theo đâu. Đấy là một cái rất là đơn giản dễ tu của cái việc hành thiền hơi thở. Cái thứ hai nữa là cái tâm của con người đa số là bị năng xăng loạn động, mà cái pháp thiền hơi thở là cái pháp mà nó sẽ cột cái tâm lại cho cái tâm bớt đi năng sang loạn động. Thì đại đa số là những cái người ta bị cái phiền não rất là phổ thông, đó là cái tâm năng sang. tâm lăng xăng, cái nhảy nhót từ cảnh này sang cảnh khác đấy, thì cái thiền hơi thở nó sẽ đối trị với cái tâm lăng xăng đó. Thì đại đa số mọi người trên thế gian này là có cái tâm lăng xăng này chiếm đa số, cho nên cái thực hành thiền hơi thở là cái pháp thiền phổ thông hơn các thiền khác là vậy. Còn ngoài ra thì người nào mà lặng về tánh sân thì nên hành thiền tâm từ, lặng về tánh tham dục thì hành về thiền quán bất tịnh, và lặng về tánh lăng xăng thì hành thiền hơi thở, lặng về đức tin thì niệm ân đức Phật, nặng về lười biếng thì niệm về sự chết. Thì nó có nhiều, mỗi cái pháp thiền nó cũng có đối trị khác nhau, nhưng mà mình cứ chuyên sâu về một pháp thiền thì nó cũng đối trị hết các cái phiền não khác. Vậy nên là thực hành thiền hơi thở một thời gian mà cảm thấy không tiến bộ thì được phép thay đổi đề mục khác, chứ không phải là không được thay đổi. Xin cho con hỏi là khi mình thực hành xong những thiền sắp tới thì nó bắt buộc là phải diệt tận định hay là cận định? Diệt tận định. Diệt tận định. Cái mình thực hành hết thiền sắc giới thì chuyển sang thiền quán thì sẽ rất dễ dàng quán. Thì lấy cái thiền sắc giới làm nền tảng, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền là thiền sắc giới đấy. Thì tùy theo mình có thể lựa chọn, đó là mình tu chứng được một pháp thiền sắc giới như thiền hơi thở rồi mình chuyển sang thiền quán luôn được, hoặc mình tu hết các thiền định còn lại rồi chuyển sang thiền quán đều được. Đó, đều mình có lựa chọn đấy. Cái thiền diệt tận định thì cái pháp thiền này là cái pháp thiền chỉ có bậc thánh bất lai với bậc a la hán mới vào được cái thiền này. Cái pháp thiền này ví dụ như cái vị đấy nhập vào cái pháp thiền đấy trong 7 ngày 7 đêm chẳng hạn, vị đó có thể tác ý là trong 7 ngày 7 đêm này tất cả những nguy hiểm này không có ảnh hưởng đến mạng sống của tôi. Thì khi mà vị đó tác ý như vậy, vị đó nhập định như thế, thì dù cho vị đó đang ngồi thiền mà bị cháy nhà hay là bị bất cứ một cái nguy hiểm nào, nó cũng không, vị đó cũng sẽ không bị chết trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và cái lúc mà ở trạng thái diệt tận định là hoàn toàn không còn tâm. Còn khi mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nó vẫn còn tâm, nó vẫn còn tâm, tâm nó đang biết đối tượng. Nhưng mà cái diệt tận thọ định là nó không còn tâm nữa, nó không biết một cái gì, hoàn toàn mới không biết cái gì. Ví dụ người đang nhập diệt thọ định mà mình có đem cái vị đó ra sân mình phơi 7 ngày 7 đêm vị đó không biết gì, mình có thể đem vị đó mình dìm xuống nước đến 7 ngày 7 đêm vị đó không chết mà không biết gì. Thì đấy là cái pháp diệt tận định là thế. Còn nếu mà mình chứng các cái tầng thiền chứng từ sơ thiền tứ thiền này, ai đụng vào mình vẫn biết, ai gọi mình vẫn nghe thật. Nên là các cái thiền chứng này nó có cái chánh niệm tỉnh giác cao, chứ mà nó vẫn còn tâm, nó vẫn còn ý thức, mình vẫn còn biết được mọi thứ. Còn diệt tận định thì không biết cái gì nữa, không biết một cái gì. Cho nên là có những vị diệt tận định rồi không còn hơi thở, thế là người khác người ta tưởng bị đấy chết rồi, người ta chất củi lên người ta đốt cháy từ ngày này sang ngày khác. Mà đến khi vị đó xả thiền ra thì cái đống lửa nó cũng tàn rồi, vị đó không biết gì, vị đó lại ôm bát đi khất thực. Thế người dân trong làng người ta bảo ô, hôm qua mình vừa thiêu vị này mà hôm nay vị lại sống lại này. Đấy là diệt tận định thì mới có được cái năng lực đấy. Còn nếu như mình mới nhập vào sơ thiền hoặc tứ thiền mà người khác mà đến thiêu mình chết ngay, không sống được. Nó khác nhau vậy hả? Sư con hỏi câu hỏi. Cái thiền hơi thở của mình thì mình quan tâm đến cái việc mình nhận thức được là có hơi thở vào ra trong cơ thể của mình, hay là mình phải quan tâm đến cái việc mà hơi thở vào ra ở một vị trí nào đấy. Ví dụ như là con thấy có những khi bản thân con khi mà ngồi thiền thì con thấy rằng là khi mà cái việc quan sát hơi thở vào ra ở cái khu vực đầu của mũi thì nó gặp nhiều khó khăn hơn là khi mà con thấy cái phần hơi thở của con ở khu vực dưới thì mình rất là rõ ràng hơn, thì bắt buộc phải quan sát ở bên trên, ở bên là có thể bắt buộc mình phải để tâm ở trên cửa mũi. Nếu như mình theo hơi thở vào trong bụng thì lúc đấy nó lại bắt vào phong đạo, và cái khi mà nó đã vào trong cơ thể mình thì hơi thở nó không còn là hơi thở nữa mà nó là phong đạo. Thì lúc đấy là chỉ người thực hành thiền tứ đại người ta mới đi theo hơi thở bên trong, mới quan sát cái phòng xẹp ở bụng. Còn cái hơi thở nó chỉ có ở ngay cửa mũi này, đi ra xa nó cũng bị mất, nó không còn là hơi thở. Đi vào sâu vào trong nó cũng mất, nó không còn hơi thở, mà nó biến thành cái khác rồi. Cho nên là muốn hành thiền hơi thở mình chỉ để một là sát vào cái da, hai cách cái da ra một tí xí thì được, chứ còn để những cái vị trí khác là sai ngay. Bắt buộc phải giữ tâm ở trên trước cửa mũi nhá, không được di chuyển tâm đến chỗ khác thì mới đắc được thiền hơi thở. Còn nếu mà mình di chuyển tâm đi là sai, là không đắc thiền được. Cho con được hỏi một câu hỏi về việc hiến tạng sau khi chết ấy, là có nhiều ý kiến cho rằng sau khi chết nếu mà mình hiến tạng thì khiến cho bản thân mình cảm thấy được sự đau đớn và có thể bị đỏ đến ngực, thì điều này là đúng hay sai? Điều đấy là sai nhá. Mình tình nguyện hiến tạng thì cái tâm đó là tâm thiện, vì mình không chấp vào cái xác thân này. Và nếu như đến lúc chết mình còn nhớ rằng mình phát tâm hiến tạng này thì mình sẽ sinh về cái cõi rất là cao, hoặc là sinh lại làm người, hoặc sinh làm chư thiên. Và cái nghiệp đấy là nghiệp thù thắng, nghiệp thiện lớn, không chấp vào thân, thì cái người đấy không bao giờ đoạn vào cõi khổ. Và nếu như mà cái lúc mình chết mình có sinh vào cái ngã quỷ, mình còn sống ở đấy, mình thấy cái nguyện vọng của mình nó thành tựu, mình thấy mọi người đã làm đúng như cái di chúc của mình thì mình cũng rất là hoan hỉ, thì cái điều đó chỉ đem lại điều tốt đẹp chứ không đem lại điều xấu. Nên người nào nghĩ như vậy thì không đúng rồi. Chỉ người nào bị ép buộc ấy, ví dụ như người ta không cho mình không tình nguyện hiến tạng nhưng khi chết người ta đem xác của mình đi, thì lúc ấy mình đã tái sinh sang kiếp khác rồi, mình đã có cái thân khác rồi, mình cũng chẳng vì vậy mà đọa vào địa ngục được. Cho nên là cái chuyện nói vậy là sai, không đúng nhé. Thôi hôm nay bài mình dừng ở đây.